Chương 121, Lựa chọn Sáng sớm ngày thứ hai, đào hóa phường gốc đông nam đầu phố, nơi đó nguyên bản có một lầu uống trà. Giờ phút này phòng trà đã bị trưng dụng. Cổng sắp xếp hai đầu thật dài đội ngũ, từng cái người mặc áo nâu đoạn đã hán tử xếp hàng đăng ký. Hơn 20 thân mặc hắc y trang phục, trên thân phủ lấy màu nâu giáp da binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra duy trì trật tự. Mặc dù không ngừng quát lớn yên tĩnh, nhưng như cũng ngăn không được tiếng huyên náo. Trần Mộc giờ phút này thân cao 1 mét 8 mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Người mặc màu xám trang phục, thủ đoạn phủ lấy màu đen bằng da bao cổ tay. Tóc tùy ý ở sau ót buộc thành đuôi ngựa. Long hành hổ bộ hướng đi phòng trà. Cổng hai cái duy trì trật tự binh sĩ nhìn thấy Trần Mộc hình tượng. Biết rõ tỷ lệ lớn là một hội võ người giang hồ, lập tức tránh ra đường, mời Trần Mộc tiến vào trà lâu nội bộ. Trong trà lâu, lầu một cửa đại sảnh bày biện một hàng dài mảnh bàn. Năm sáu cái thư sinh ngồi ở bàn dài sau làm đăng ký. Trần Mộc bị đi theo binh sĩ lĩnh được chính giữa đại sảnh. Nơi đó có một cái đơn độc dài mảnh bàn, một cái chồng râu dê lão giả, chính uể oải ngồi ở sau cái bàn uống trà. Bên cạnh còn đứng lấy cái nha môn thư lại bộ dáng trung niên nhân. Nhìn thấy Trần Mộc, tùy ý hỏi, kêu cái gì? Ở đâu? Trần Mộc, nhà tại đào hóa phường, đinh dậu đường phố nhà thứ ba. Trần Mộc lặng lẽ điều chỉnh cổ họng cơ bắp, để giọng nói thô hào vang dội. Có gì kỹ nghệ? Chồng râu dê lão giả tiếp tục hỏi. Hồng chuẩn luyện hình thuật dịch cốt. Trần Mộc đơn giản nói. Chồng râu dê lông mày nhướng lên, có chút bản sự. Về sau lại là một trận đề ra nghi vấn. Bao quát nguyên quán, khi nào đến Nam Dương, ngày thường quan hệ nhân mạch vân vân. Bên cạnh Trung niên thư lại, lập tức xuất ra một đống hồ sơ thẩm tra đối chiếu. Trần Mộc thậm chí nhìn thấy một tấm che kính màu đỏ khắc sách. Kia là hắn lúc trước thuê phòng ốc thì khắc sách phó bản. Cũng may trước khi hắn tới thì có chuẩn bị, đối mặt đề ra nghi vấn đối đáp trôi chảy. Lão giả biểu hiện trên mặt lại càng phát cao hứng, "Đi, đi với ta hậu viện khảo thí." Trần Mộc lạnh nhạt gật đầu, đi theo lão đầu đi vào hậu viện. Trong sân dưới mái hiên cả người cao một mét tám tinh tráng hán tử đang ngồi ở trăm mát bên dưới uống trà. Đối phương một thân màu đen trang phục, màu nâu giáp da, đai ngọc đai lưng, chân đạp giày đen, một thanh trường kiếm tựa ở bàn con bên cạnh. Trần Mộc vừa đi vào sân nhỏ, bước chân không khỏi một bữa. Người này hắn gặp qua, hắn hàng xóm mới dọn nhà đêm đó, người này là ở chỗ này chuyển hầm gỗ. Vì kia hàng xóm khẳng định cũng là Triều Thiên Vương người. May mắn ta chạy nhanh giả tam gia, đến rồi tốt kháng. Chồng râu dê cúi đầu không lưng nịnh nọt nói. Đi thử xem. Vị này giả tam gia cũng không đứng dậy, dùng cầm điểm một cái trong sân sáu cái to lớn quả cầu đá, ông chạy một vòng. Trần Mộc trong lòng trấn định, điềm nhiên như không có việc gì đi tới quả cầu đá trước. Nhẹ nhõm ông lấy cái thứ nhất quả cầu đá, vòng quanh dài rộng hơn 10 mét viện tử đi rồi một vòng. Tiếp lấy ông lấy cái thứ hai tiếp tục đi sắc mặt vẫn như cũ nhẹ nhõm. Chờ đến cái thứ ba, hô hấp liền hơi có chút gấp rút. Sau đó lại cắn răng ông lấy cái thứ tư, đem mặt chợt đỏ bừng, nhưng cũng thành công đi đến một vòng. Thử một chút cái thứ năm, có thể ông cách mặt đất, lại không thể hành tẩu, chợt lắc đầu từ bỏ. Dịch cốt bên trong, có thể. Giả tam gia hài lòng gật đầu, lão đinh, dẫn hắn đi nội thành lĩnh thưởng. Nam Dương phủ nội thành. Trần Mộc còn là lần đầu tiên đến nội thành. Ngồi ở trên xe ngựa, nhìn không được vẹt màn cửa sổ ra, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ngoại dò xét. Con đường vuông vức. Đá xanh trải liền, rộng rãi sạch sẽ, có thể dùng năm sáu xe ngựa đồng thời hành tẩu. Bốn phía kiến trúc hoa lệ ưu mỹ, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là tường trắng ngói xanh, nhà cao cửa rộng. Đáng tiếc giờ phút này nhưng không có trong ngày thường hào hoa xa xỉ lịch sự tao nhã hai bên đường phố, hào môn trong đại viện, khắp nơi đều là hò hét loạn cào cào binh sĩ. Nội thành biến thành triều thiên vương quân doanh. Vốn là hộ gia đình, lại sớm bị âm hồn thôn phệ. Trần Mục nhìn không được lông tờ đứng đấy. Sờ sờ trong ngực tổ minh phù, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Triều thiên vương. Trần Mục sắc mặt không khỏi một âm. Nếu không phải hắn, mình cũng sẽ không bị bách chạy trốn hiện tại cơm đều ăn không an ổn. Hai người tới tri phủ Nha Môn, nơi đây đã thành triều thiên vương trụ sở. Nha Môn trong khố phòng. Một cái mập mập trung niên nhân cầm cái bàn tính lóp bóp tính sổ sách, một bên ghi chép một bên nhàn nhạt hỏi, người này cái gì đường đến? Đinh lão đầu không lưng cười nói, một cái giang hồ tên lỗ mãn, kẻ ngoại lai, dịch cốt bên trong đánh giá. Mập mập trung niên nhân biểu môi, quy củ củ xử lý đi, cho hắn 500 lượng là được. Đinh lão đầu chần chờ, có thể hay không chụp quá độc ác một chút. Mập mạp trung niên nhân cười nhạo, một cái nhỏ tiểu dịch xương. Có Triều Thiên Vương tại, hắn có thể lật ra cái gì lãng. Triều Thiên Vương chiêu binh, cái nào chỗ nào đều muốn tiền. Những này người giang hồ kiêu căng khó thuần, cho bọn hắn lại nhiều bạc vậy nuôi không ra trung tâm. Còn không bằng lấy ra chiêu binh luyện binh. Đánh rắm cuối cùng còn không phải tiến vào miệng của ngươi túi. Đinh lão đầu trong lòng oán thầm, trên mặt xác thực tràn đầy khâm phục, trần chủ sự cao kiến. Mập mạp trung niên nhân khoát tay, nhanh đi đuổi rồi đi. Nếu là dám nháo sự, đem hắn phái đi thủ thành môn, để những cái kia tà môn đồ vật kêu gọi hắn. Đinh lão đầu đánh cái rùng mình. Vội vàng hẳn là. Trần Mộc bị đinh lão đầu an bài đến một gian nhỏ phòng khách chờ đợi hai khắc đồng hồ tả hữu đinh lão đầu trở về đưa cho trần mộc một cái túi nhỏ ngươi tiền trợ cấp một viên hóa long đan hai trăm lượng ngân phiếu đi thôi ta dẫn ngươi đi tuyển luyện hình thuật trần mộc thân hình dừng lại con mắt không khỏi nheo lại không phải hai ngàn lượng sao ngươi không phải muốn chọn luyện hình thuật sao trong này môn đạo không ít cần chuẩn bị đinh lão đầu liếc trần một liếc mắt thuận miệng qua loa đạo Trần Mộc không tỏ rõ ý kiến. Thỏa mãn đi. Có ít người có mệnh cầm tiền. Cũng không nhất định có mệnh hoa. Đinh lão đầu ý vị thâm trường nói. Trần Mộc có chút cúi đầu, trong mắt hàng quan lóe lên mà qua. Chợt ngẩng đầu, mặt không biểu tình gật đầu, đi theo đinh lão đầu đi hướng phủ nha hậu viện. Hậu viện có một nơi to lớn hồ nhân tạo, tàn thư các ngay tại bên cạnh. Cổng ngồi cái buồn bực ngán ngẩm đen gầy lão đầu, giờ phút này chính cầm kịch bản nhìn say sưa ngon lành. Hình lão lục, hắn muốn chọn luyện hình thuật, đăng ký một lần. Đinh lão đầu cười ha hả cất giọng nói. Đen gầy hình lão lục hững hờ ngẩng đầu, xem xét trần một liếc mắt, da mặt lập tức co lại. Chợt điềm nhiên như không có việc gì cúi đầu, nghiêm túc ghi chép tính danh, thời gian chờ cơ bản tin tức. Lên rồi nhanh lên một chút tuyển, đừng lề mề, dù sao đều như thế. Đinh lão đầu không nhịn được nói. Trần Mộc nhìn chầm chầm đinh lão đầu, quay người đi vào tàn thư lâu. Chú ý tới Trần Mộc ánh mắt, hình lão lục mí mắt bỗng nhiên một nhảy. Tàn thư lâu là một tầng hai lầu gỗ. Một tầng rộng lớn, vào cửa liền thấy hơn 20 cái 3 mét cao thư khung sắp hàng chỉnh tề. Trần Mộc đi lên trước tùy ý cầm lấy một bản, tơ liễu kiếm, lấy thêm một bản, đoạn môn đao, ta còn tưởng rằng đều là luyện hình thuật đâu. Trần Mộc tùy ý đọc qua hai lần, bên trong phần lớn là kỹ thuật giết người Pháp, chỉ có một chút không trọn vẹn giảng lược hô hấp Pháp, có thể qua loa cường hóa thân thể. Kia đại khái mới là giang hồ chủ lưu. Trần Mộc lắc đầu. Luyện hình thuật mới là căn bản, những thứ này. Hắn cưỡi ngựa xem hoa giống như xem từng cái giá sách. Còn chú ý tới có cái trên giá sách đặt vào sách thuốc độc dược phối phương vân vân. Hay là đi lầu hai xem một chút đi. Trần Mộc Thuận xoay tròn thang lầu gỗ đi lên. So sánh lầu 1, lầu 2 giá sách rõ ràng giảm bớt. Chỉ có ba cái dài 5 mét giá sách lẻ loi trơ trọi còn tại đó. Phía trên thả đồ vật vậy thưa thớt, một bản chiếm cứ một vị trí. Một cái mặt tròn hán tử, đang ngồi ở lầu hai cửa sổ vị trí uống trà thổi gió. Luyện hình thuật tại hàng thứ nhất thứ ba cách. Tuyển một bản, bản thân phỏng theo sao chép. Cái khác đồ vật cũng có thể nhìn, nhưng không thể mang đi, không thể phỏng theo, trừ phi vứt bỏ luyện hình thuật. Tông Thái liếc liếc mắt Trần Mộc thản nhiên nói. Trần Mộc hiếp mắt nhìn đối phương. Cái này không phải liền là đêm đó dám thị hắn người sao? Sau này còn muốn diệt miệng của hắn? Nếu không phải người này, mình cũng sẽ không đông tránh tay trốn. Cũng chính là những người này. Phát rồ triệu tập âm hồn, phá hủy nội thành, giết người không tính toán. Tội ác tay trời. Trần Mộc trong lòng suy nghĩ bốc lên, trên mặt cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhàn nhạt đối tông thái ông quyền. Chợt đi giá sách bên cạnh, nhìn về phía ngăn chứa bên trong hơn mười vốn luyện hình thuật. Trần Mộc hít sâu một hơi, chậm rãi đọc qua. Thật lâu, Trần Mộc mới nhíu mày ngẩng đầu. Là thế gia đối luyện hình thuật phong tỏa quá mạnh, vẫn là vị này triều thiên vương cố ý ẩn tàng. Hơn mười vốn luyện hình thuật, chỉ có ba bản coi như vào mắt cái khác tất cả đều là hồng chuẩn luyện hình thuật nhất lưu. Đáng tiếc chỉ có thể tuyển một bản. Trần Mộc bình tĩnh cầm lấy một bản thất giác huyền lộc luyện hình thuật, đi hướng bàn đọc sách. Sau nửa canh giờ, rời đi tàn thư lâu. Trần Mộc quay đầu nhìn về phía lầu hai bên cửa sổ Tông Thái, lễ phép gật đầu chào hỏi. Tông Thái đồng dạng gật đầu kêu gọi, trong mắt lại lóe qua một tiên nghi hoặc. Người này làm sao nhìn có chút nhìn quen mắt hình lão lục tòng thái đối dưới lầu cổng gào to đến rồi nhị gia hình lão lục rất là vui vẻ chạy lên lâu người kia có vấn đề sao nhị gia tùy ý hỏi hình lão lục trái tim thình thịch nhảy trên mặt cười lấy lòng không chút nào không thay đổi vấn đề có thể có vấn đề gì bất quá là cái tước xương lấp thịt ngoan nhân mà thôi hắn lời thề son sắc nói tuyệt đối không có vấn đề hừm thật tốt làm việc. Thiếu không được ngươi ban thưởng. Tông Thái tùy ý khoát tay. Tại nhị gia. Hình lão lục vui tươi hớn hở xuống lầu. Chờ ngồi trở lại cổng bàn đọc sách về sau, lúc này mới cẩn thận xoa xoa cái trán mồ hôi rịn. Loại này ngoan nhân còn chưa phải muốn chọc tốt. Vạn nhất hắn bạo khởi giết người làm sao bây giờ? Đinh lão đâu? À. Nội thành đông thành một nơi tòa nhà lớn cổng. Được rồi, đi vào đi, nơi này chính là mậu chữ doanh giáo đầu trụ sở. Đinh lão đầu từ cửa sổ xe ngựa ra thò đầu ra. Quể oải chỉ vào một cái sơn song đại môn đạo. Trần một mặt không cảm giác nhìn xem đinh lão đầu. Sờ sờ trong ngực thất giác huyền lộc luyện hình thuật, nghĩ đến vẫn như cũ nằm trong tàn thư các mặt khác hai bản. Đột nhiên liền cười tủng tỉm mở miệng nói, đinh lão tiên sinh, ta có một vị đường đệ, hắn gọi Trần Giáp, tương tự dịch cốt thực lực, vậy nghĩ đầu nhập triều thiên vương dưới trướng, ngài có thể hỗ trợ dẫn tiếng. Hắn ở đâu? Đinh lão đầu đương thời thật hưng phấn rồi. Đáng tiếc hắn ở thượng lâm phường. Không ở ngài phụ trách bên trong khu vực. Đinh lão đầu trao mày. Thượng lâm phường người phụ trách có thế cùng hắn không hợp nhau. Nghĩ nửa ngày đột nhiên cắn răng, quá mức càng không hợp nhau. Bên miệng thịt mỡ nào có tặng cho người khác đạo lý? Ngày mai ta liền đi tìm hắn Ta tự mình dẫn hắn đi theo quy trình Đinh lão đầu kích động nói Lại một bút bạc sắp doanh thu Trần Mộc đồng dạng vui tươi hớn hở Lại một bản luyện hình thuật sắp tới tay Nhìn xem hưng phấn lái xe đi xa Đinh lão đầu Trần Mộc thu hồi tiếu dung Hờ hững quay người rời đi mậu chữ doanh Hy vọng thân phận ta bại lộ ngày đó Ngươi cũng có thể cao hứng như thế Chương 122, chắc chắn rồi. Thượng Lâm phường lầu gỗ khu nhà của bên trong. Ba cái cổ quái âm tiết từ trần mộc trong miệng phun ra. Khói đen giữa không trung hiển hiện, tự như một đầu trường xà một dạng vặn vẹo lăn lộn. Sau đó đột nhiên hướng phía dưới thăm dò. Đổ đầy chung đựng nước cá sống biến mất không thấy gì nữa. Như thế hết lần này đến lần khác sáu lần, bảy cái chung đựng nước cá đều bị thôn phệ trần một nội thì ngủ quỷ túi không gian, đoàn kia tung bay ở giữa không trung tam bảo tinh túy cuối cùng có biến hóa. Nguyên bản màu đỏ nhạt đậu xanh sương mù khí, bây giờ biến thành. Đỏ chẳng phải cạn đậu xanh sương mù khí. Trách không được muốn tại người sống trên thân nghĩ cách. Hắn trước trước sau sau thôn phệ không dưới 35 vạt cá sống. Kết quả đến bây giờ cũng chưa luyện thành một giọt chiếu điện hồng. Ở đây sao bắt cá, tháp hà long vương đều muốn tới tìm ta phiền toái trong tay khói đen lăn lộn một hạt đỏ tươi đang hoàng xuất hiện ở trong tay trần mộc ngẩng đầu nhìn về phía nội thành phương hướng thế giới này người sống được thật là bi thảm hắn rất có lý do hoài nghi cái này đồ vật chính là dùng nội thành đến mãi không hết mạng người tinh luyện mà thành hành hạ như thế đại lương lại vẫn không có diệt cũng coi là kỳ tích trần mộc hờ hững thu hồi trong tay hóa long đan tự hồ không cần thiết vội vã tinh luyện chiếu điện hồng rồi. Người mang 41 trương tổ minh phù. Mặc dù cổng nợ, nhưng hắn đối tiền tại nhu cầu không còn như vậy bức thiết. Ba loại phỏng chế dược hoàng thu nhập, đầy đủ ủng hộ hắn trả hết nợ nần, chính là thời gian hơi dài. Cũng không cần nghĩ đến dùng hóa long đang đi đổi luyện hình thuật, hắn đã tìm tới thu hoạch luyện hình thuật phương pháp. Chính là qua loa có chút nguy hiểm. Đình nghĩ mát bên dưới, Trần Mộc bưng cái chậu gỗ đặt ở trên bàn đá. Trong chậu thịnh mãn thanh nước, Trần Mộc cúi đầu nhìn về phía mặt nước. Trơ mắt nhìn xem bộ mặt cơ bắp chậm rãi nhúc nhích, biến thành một cái thanh tú thư sinh. Tiểu sinh đoàn dự. Trần Mộc chợt lắc đầu, cái này tiểu lão đệ quá thảm, thích mùi tử. Đều là chân mùi tử. Đường mùi tử cũng là mùi tử. Hắn cấp tốc điều chỉnh bộ mặt cơ bắp, biến thành cái ba bốn mươi tuổi nho nhã trung niên nhân, tại hạ đoàn chính thuần. Trần một hài lòng gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, lão già này diễm phúc thâm hậu, chật chật. Đáng tiếc là một tảo xanh đầu. Chợt hắn gương mặt lần nữa biến hóa, vẫn là ngạn tổ nhìn xem thuận mắt. hừ quan hy vậy gom góp. Trần một vui tươi hớn hở, không ngừng thay đổi bộ mặt hình dạng. Bởi vì ngũ quan hạn chế, hắn làm không được hoàn toàn giống nhau. Nhưng dùng chiêu này lừa qua đinh lão đầu, dễ như trở bàn tay. Hình lão lục sớm rời giường, đến đầu phố ăn chén nhỏ hỗn độn. Linh lợi cộc cộc đi hướng nội thành tri phủ nha môn. Nha môn thay đổi chủ nhân, hắn lại không bao lớn ảnh hưởng. Chỉ cần bản sự không ném, đến chỗ nào đều có thế ăn cơm. Nhà hắn đời đời pháp y, nhất hiểu rõ cơ thể người kết cấu, lại là quan sát xương tướng. Đi ngang qua từng tòa hào môn đại trạch. Hình lão lục nhìn không được lắc đầu dội thiên phú quý, bất quá mây khói, chết rồi, nên cái gì cũng bị mất. Hơn 10 ngày trước, cái này trạch viện chủ nhân vẫn là hắn ao ước đố kỵ, hận không thể lấy thân thay thế đối tượng. Hiện tại, à, được bọn hắn ao ước ta rồi. Nếu như người chết còn có thể suy tính nói. Nhà môn điểm sông mão, cùng lão bằng hữu cười toe toét chào hỏi. Hình lão lục đi vào quen thuộc nội viện tàn thư lâu từ trên giá sách lấy ra hôm qua chưa xem xong vẽ bản đồ kịch bản tiếp tục quan sát thẳng đến mặt trời lên cao phụ trách tàn thư lâu tông thái mới lắc lắc ung dung chạy đến một thân thần thái mỏi mệt sắc mặt u ám cũng không để ý sẽ hình lão lục cười lấy lòng phối hợp liền lên lầu hai hình lão lục nhịn không được lắc đầu công danh lợi lộc đều là cặn bã không ai có thế vĩnh viễn nắm giữ vị này cũng là triều thiên vương tâm phúc không biết làm sao chọc giận Triều Thiên Vương, bị đầy đi tới đây trong coi tàn thư các. Đồng liêu ở bên ngoài diễu võ dương oai phát đại tài. Hắn lại chỉ có thể trốn ở chỗ này uống buồn bực trà. Hình lão lục không nghĩ nhiều nữa. Đặc sắc đều là người khác, hắn niên kỹ không nhỏ, chỉ muốn bình an qua hết quãng đời còn lại. Uống tại lung lay trong ghế, trốn ở tàn thư lâu dưới bóng tối, hình lão lục tràn đầy thích ý thổi trên hồ mát mẻ thanh phong. Thời gian này, thoải mái a à. nhìn xem những cái kia thư lại tra tư liệu nhớ tin tức từng cái bận biểu thành chó còn có những cái kia chiêu binh là có thể vất bạc nhưng vạn nhất ngày nào đụng tới cái kẻ tàn nhẫn đâu hay là ta nơi này tốt không người đến quấy rầy hình lão lục tràn đầy tự đắc quan trọng nhất là nó an toàn chính đẹp bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc hình lão lục chớ ngủ mau dạy cho tiểu huynh đệ này đăng ký đinh lão đầu tại sao lại có người tới chọn luyện hình thuật nghĩ đến ngày hôm qua cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngoan nhân từ từ nhắm hai mắt hình lão lục đột nhiên có loại dự cảm không tốt hắn vội vàng mở mắt không để ý tới cùng đinh lão đầu chào hỏi nhìn chăm chú nhìn về phía sau người người trẻ tuổi một mét bảy mươi lăm thân cao màu đen trang phục vải xám buộc tóc mấu chốt nhất là kia trương thanh tú mặt. Lại mẹ nó là một tước xương lấp thịt ngoan nhân. Hôm qua tới một cái, hôm nay tới một cái, ta sẽ không. Trên quầy chuyện gì a? À? Trần một mặt không cảm giác nhìn về phía hình lão lục. Hắn nhớ tới cái này đen gầy lão đầu là ai? Lần trước vì tránh né lớn điều tra rời đi Nam Dương, chính là chỗ này lão đầu tại cửa ra vào kiểm tra. Người này tự hồ cực kỳ am hiểu khám phá dịch dung thuật. Trần Mộc nheo mắt lại, nhìn kỹ hình lão lục, lần này. Ổn. Nhị gia dịch hình thuật hắn đều nhìn không thấu, huống chi tam giai. Chợt hắn liền tự tin đối hình lão lục nhếch miệng cười một tiếng. Hình lão lục toàn thân cứng đờ, da mặt rồi cùng rút gân một dạng run rẩy. Hắn nở nụ cười. Còn cười tàn nhẫn như vậy. Hắn có phải hay không đang uy hiếp ta? Hắn cũng dám uy hiếp ta. Ngươi ngài họ gì a à? hình lão lục lộ ra một cái vô cùng gian nan tiếu dung thận trọng hỏi thăm không dám tại hạ trần giáp phiền phức hình lão đăng ký trần mộc chậm rãi trên mặt từ đầu đến cuối cười tủm tỉm lão nhân này quả nhiên không được việc hình lão xong hắn ghi nhớ tên ta hình lão lục bắp chân bụng cũng bắt đầu rung lên cũng không dám nhìn trần mộc cúi đầu nhanh chóng ghi lại tin tức, lập tức đứng dậy mời Trần Mộc vào lâu. Hình lão lục, ngươi nơi này không được a, à, thanh thủy nha môn, làm sao kiếm tiền quan tài. Đinh lão đầu một mặt ghét bỏ. Đinh lão đầu cẩn thận xem xét mắt tàn thư lâu bên trong Trần Mộc thân ảnh, chú ý tới Trần Mộc đã đi đến lầu 2, chợt đắc ý lắc lư ba ngón tay nói, ta hôm nay lại kiếm số này. Hình lão lục nhìn hắn chầm chầm. Hận không thể bóp chết cái này lão đồ vật kiếm tiền. Kiếm tiền. Liền biết kiếm tiền. Ngươi biết ngươi vớt chính là ai tiền sao? Loại này dám tước xương lấp thịt ngoan nhân, ngươi mẹ nó cũng dám chọc. Cúc. Đinh lão đầu. Chạng vạn tối, một thất màu vàng nô mã lôi kéo chiếc nước sơn đen toa xe, chậm rãi dừng ở một tòa sơn son trước cổng chính. Đây chính là mậu chữ doanh, ngươi đường ca liền tại bên trong, ta liền không tiến vào. Đinh lão đầu vui tươi hớn hở khoát tay. Liên tục hai ngày, 600 lượng bạc tới tay. Nếu là đi cái xung quanh vệ thành, tiêu xài tiết kiệm một chút. Đều đủ hắn sống đến nhập thổ rồi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía trần mộc ánh mắt lại càng phát hòa ái. Tốt bao nhiêu kẻ ngốc lắm tiền a, à, làm sao lại chỉ hai. Lúc này, Trần Mộc đột nhiên nói, Đinh Lão, ta có một vị bằng hữu, hắn gọi Dương Chí, giang hồ biệt hiệu thanh diện thú hắn dài có chút dọa người, nhưng có một thân vượt qua thử thách bản lĩnh, chính là xuất thân có chút không tốt, thẩm tra thời điểm. Đinh lão đầu hưng phấn đều nhanh ngất đi, để hắn đến. Lại là 300 lượng A. Không đúng, tự hồ. Hắn thu liễm tiếu dung, chần chờ nói, cái này chuẩn bị phí tổn bên trên. Hết thảy bởi ngài làm chủ. Trần Mộc cười tủng tỉm. Xảy ra vấn đề ta gánh. Đinh lão đầu một mặt hào sản. Vậy chúng ta cái này liền nói gì định? Trần Mộc cười tủng tỉm. Đinh lão đầu chém đinh chặt sắt, định chết rồi. Chương 123, Bằng Hữu Ngày thứ hai buổi chiều, hình lão lục một mặt tuyệt vọng nhìn xem hí ha hí hững đinh lão đầu, nói đều chẳng muốn nói ngẩng đầu nhìn về phía nửa bên mặt màu xanh bớt cao lớn thân ảnh cảm giác tóc muốn té dựng thẳng lên tới đinh lão đầu đây là chọc vào ngoan nhân ổ sao mỗi một cái đều là loại này dám đối với bản thân mặt hạ thủ ngoan nhân sinh không thể luyến nhưng lại không thể không thận trọng ứng phó xong hình lão lục uống tại trong ghế nằm kịch bản đều xem không đi vào cái này tàn thư lâu không thể ngốc a à. lúc chạng vạn tối nội thành thành đông mậu chữ doanh giáo đầu trụ sở trần mộc nhảy xuống xe ngựa đưa tay phất qua ngực ngủ quỷ túi ở trong đó lại thêm một phần hoàn toàn mới luyện hình thuật trên mặt không khỏi lộ ra thỏa mãn tiếu dung tàn thư lâu bên trong cấp cao luyện hình thuật tổng cộng liền ba bản cái khác đều là hồng chuẩn luyện hình thuật trình độ có thậm chí còn không bằng thanh diện thú áo lót tạm thời không thể thoát trần mộc dò xét trước mắt sơn son đại môn một tháng kỳ hạn đến trước đó, hắn trước tiên cần phải tại triều thiên vương cái này lẫn vào. Không phải cả ngày bị người tới cửa bắt lính, ăn cơm đều không an ổn. Trần Mộc quay người nhìn về phía bên trong buồng xe đinh lão đầu. Hôm nay lão nhân này giúp không ít việc. Dương Chí thân phận là hắn tùy ý giả tạo, tra một cái liền lộ. Nhờ có lão nhân này đỏ sức, lại mảy may không ai hoài nghi. Chú ý tới Trần Mộc ánh mắt. Đinh lão đầu lập tức về lấy nóng bỏng tiếu dung. Vị này nam nhân xấu xí, khó coi là khó coi một chút. Lại làm cho hắn kiếm được trồng rã 500 lượng. Nhìn kỹ một chút, gương mặt kia kỳ thật còn rất. Dễ nhìn a. À, trần một đồng dạng cho hắn một cái có thể xưng kinh khủng khuôn mặt tươi cười, hai mắt thỉnh thoảng ở tại tay chân lẫm cẩm bên trên lắc lư, đã nhân gia khổ cực như vậy, sẽ đưa hắn một chút lễ đi. Hai viên hạt sen sắc không thể nhiều hơn nữa. Ngay tại Trần Mộc suy nghĩ, là đợi một chút nữa đường cướp xe đưa, vẫn là nửa đêm trọng nhà tặng thời điểm. Đinh Lão đầu đột nhiên điển lấy một khuôn mặt tươi cười tiến đến Trần Mộc trước người, Dương Tráng sĩ, người có phải hay không cũng có một vị bằng hữu? Ừm. ta còn có thể có bằng hữu sao? Làm sao không thể có? Chỉ cần tiền đúng chỗ, bằng hữu khắp nơi có. Đinh Lão đầu một mặt hưng phấn nói thắng tiến đến trần mộc trước người nhỏ giọng thăm dò các ngươi là phía bắc tới cường nhân a à? trước kia ở đâu ngọn núi bên trên hỗn a à? phía bắc chiến loạn lăn lộn ngoài đời không nổi đi bây giờ muốn tìm nơi nương tự triều thiên vương nói cho ta một chút yên tâm ta không nói cho người khác trần mộc ta một cái người tốt làm sao lại thành cường nhân ngươi đến cùng não bộ cái gì a à? khốn nạn còn tại cái nào ngọn núi bên trên hổn trần một trừng mắt đinh lão đầu lão tử trên lương sơn hổn ngươi xem một chút để cho ta đoán đi đinh lão đầu một mặt đắc ý các ngươi loại người này gần nhất ta thấy nhiều rồi ta đã nói với ngươi chỉ cần bạc đúng chỗ thân phận tuyệt không vấn đề đến nói cho ta một chút các ngươi còn có bao nhiêu người nghĩ đầu nhập triều thiên vương đinh lão đầu hòa ái dễ gần Trần Mộc Nghĩ nghĩ lầu một những cái kia sách thuốc độc điển, lại muốn nghĩ lầu hai cái khác trân quý điển tịch. 107 cái. 1. 107 cái. Đinh lão đầu trận mắt hốc mồm, đều là người cao thủ như vậy. Từng cái người mang tuyệt kỹ. Trần một lời thề son sắc. Cái này. Cái này. Đây chính là bút mua bán lớn A. Đinh lão đầu trồng mắt đều trừng đỏ. Trần Mộc một mặt cô đơn, ta biết rõ người có chút nhiều, có thể lại an bài ba năm cái liền. Không nhiều. Một chút cũng không nhiều. Đinh lão đầu cổ đỏ lên. Một người năm trăm lượng. Một trăm linh bảy cá nhân. Người cái này mua bán lão tử làm định. Ta nói. Triều Thiên Vương đến rồi cũng đỡ không nổi. Trần Mộc một mặt tán thưởng đối đinh lão đầu duỗi ra ngón cái, hảo khí phách gian nan từ chối nhã nhặn đinh lão đầu xuân phong lâu tiêu sái mời. Trần Mộc tiếc núi nhìn đối phương xe ngựa rời đi. Cũng không biết về sau còn có thể hay không gặp lại Ngọc Đào cô nương. Dù sao, chơi xong vai diễn đóng vai, hắn liền nên rời đi Nam Dương rồi. Trần Mộc quay đầu nhìn về phía sau lưng mậu chữ doanh sơn son đại môn, hít sâu một hơi, ngày mai gặp. Chợt quay người rời đi. Hắn phải đi chuẩn bị nhuộm màu dược thủy, mặt không đen, làm sao đóng vai tống hát tam lang mưa đúng lúc xong đêm lạnh như nước xua tan ban ngày khô nóng đào hóa phường đinh dậu đường phố thứ tư gia đình trong nội viện ăn xong cơm tối trần mộc theo thường lệ đem hôm nay phần thiên xà luyện hình thuật soát xong đánh thùng mát mẻ nước giếng qua loa lau trần mộc hất lên cái mở vạt áo áo lót đi vào gian phòng trong phòng tứ phương bàn trung ương đặt vào cái nắm đấm lớn động lư hương miễu miểu khói xanh bay lên, mang theo nhàn nhạt mùi thuốc khu trùng huân hương khuếch tán đầy phòng. Sáng tỏ ngọn đèn chiếu sáng, Trần Mộc thỏa mãn nhìn xem trên bàn ba bản luyện hình thuật. Thất giác huyền lộc luyện hình thuật, thanh ngưu luyện hình thuật, huyền dương luyện hình thuật. Ba bản luyện hình thuật bên trong. Hô hấp pháp biến hóa ít nhất huyền dương luyện hình thuật đều có 206 cái biến hóa. Cái khác hai loại càng là nhiều đến 360 loại. May mắn không có thần ý đồ trần mộc vui vẻ nghĩ đến loại này cấp cao luyện hình thuật nếu có thần ý đồ sớm bị thế gia phong tỏa cất giữ lần nữa đọc qua hai lần trần mộc không có lại tiếp tục suy nghĩ khói đen lăn lộn ba quyển sách sách bị thu vào ngũ quỷ túi không vội đằng sau còn có hơn mười vốn chờ lấy ta đây nam dương phủ ngoài thành tám mươi dặm có một nơi địa thế nhẹ nhàng dốc núi tên gọi tú lâm sườn núi sườn núi nơi nguyên bản xanh biết cây rừng bị chặt phạt sạch sẽ, một tòa quân doanh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mấy ngàn người mặc áo đen giáp da tinh tráng sĩ tốt ở đây đóng quân. Trung tâm chủ trướng bên trong. Thượng quan kỹ sắc mặt tái nhật ngồi ở thấp trên giường. Phụ thân, cho, chiếu điện hồng. Thượng quan Ngọc đưa cho thượng quan kỹ một cái bình sứ. Khắp khuôn mặt là lo lắng. Từ hắn khi còn bé bắt đầu, thượng quan kỹ vẫn là nam dương đệ nhất không nghĩ tới lần này lại bị người đánh thành trọng thương. Là ta coi thường kia ma vượng đồ sơn. Thượng quan kỹ trong mắt hàng quan lấp lóe. Chỉ dựa vào giáp phách liền đập ra ta hộ thân linh quan. Người kia nói không chừng là thế gia con riêng. Huyết mạch nồng hậu, giáp phách cứng rắn có thể so với linh quan. Thể lực kéo dài, viễn siêu thường nhân. Vậy chúng ta về thành nếu là gặp gỡ. Thượng quan ngọc lo lắng. Thượng quan kỹ khoát tay, không sao, lần này là ta chủ quan. Thật muốn chính diện chém giết. Ta không giết được hắn, hắn cũng giết không được ta. Thượng quan Ngọc buông lỏng một hơi, trừ tà kính đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lúc nào về thành. Kinh hồng ban bên kia nói thế nào? Thượng quan kỹ hỏi. Kim ngộ đoạn nói tà ma tập kích, bọn hắn tổn thất nặng nề, bất lực hỗ trợ. Thượng quan Ngọc châu mày. Lão Hồ Ly. Thượng quan kỹ biểu môi. Không vội, trước chờ lấy đi. Thượng quan ngọc không hiểu, chờ cái gì? Thượng quan kỹ cười khẽ, chờ triều phương giúp chúng ta đem Nam Dương Phủ Thành quét dọn sạch sẽ. Thượng quan ngọc nhãn tình sáng lên, là mượn triều phương Tây, thành lý mất sở hữu không nghe lời thế lực. Gia tộc. Giấy trắng tốt làm họa. Thượng quan kỹ ý vị thăm trường. Phụ thân cao minh. Hôm sau, Trần Mộc Đỉnh lấy hiếu nghĩa hát tam lan mặt đen đi tới nội viện tàn thư các. Cổng đăng ký hình lão lục không ở, thay đổi cái chất phát trung thực trung niên nhân. Cùng trước đó ba ngày một dạng đăng ký tốt tính danh, thuộc về đội ngũ, tới chơi thời gian, Trần Mộc quen thuộc đi vào tàn thư lâu. Hắn lần này không có vội vã đi lầu hai sao luyện hình thuật. Dù sao tốt nhất ba bản đã tại ngủ quỷ túi bên trong. Trần Mộc đi đến sách thuốc độc điển một hàng kia, bởi vì chế dược thuật nguyên nhân. Hắn đối loại này thư tịch rất có hứng thú. Trước đó vội vàng thu hoạch luyện hình thuật, căn bản không tâm tư phản ứng. Bây giờ vừa vặn đọc qua một phen. Lúc trước hắn hỏi qua, tàn thư quán lầu một thư tịch cũng có thể mang đi, chỉ cần cho đủ tiền. Canh dịch chính yếu. Nhìn rồi, chính thể loại yếu. Ngũ quỷ túi bên trong đây, biết xương tra tướng. Ta lại không đi xem tướng cho người. Tác giả Hình Minh, Hình sẽ không là cái kia đen gầy lão đầu tổ tiên a. Trần Mộc không khỏi nhìn nhiều hai loại, phàm là xương người, tiên thiên mà sinh, hậu thiên mà thành, kỳ hình có lý, da thịt tướng. Trần Mộc trong lúc nhất thời nhìn say xương ngon lành, Hình lão lục thật đúng là có thế xem người nhìn xương a. Trần Mộc cảm khái, bên trong còn giới thiệu mấy loại dịch dung đổi dung mạo dược vật có tứ giai chế dược thuật tại, hắn xem xét liền thông. Tước xương lấp thịt. Mở ra da mặt, cổ trùng phệ cốt, bôi lên dược cao, tăng sinh da thịt. Thật ác độc. Trần Mộc không khỏi nhìn kỹ lại. Càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Cái này hiệu quả như thế nào cùng ta nhị gia dịch hình thuật không sai biệt lắm. Lại tỉ mỉ suy nghĩ, không khỏi vui vẻ, thật đúng là giống. Cười cười hắn liền không cười được, hình lão lục xem người nhìn. Xương Cái này không xong đời sao? Ta mẹ nó còn thế nào đóng vai một trăm đơn bát tướng? Chương 124, bại lộ. Kế hoạch ngâm nước nóng nha. Trần Mộc thở dài. Ta quả nhiên không quá thích hợp làm ẩn nút. Lòng bàn tay khói đen lăn lộn biết xương tra tướng biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu xem xét mắt cổng huyên thuyên đinh lão đầu hai người. Lại ngẩng đầu nhìn một chút xoay tròn hướng thang lầu. Trần Mộc yên lặng nắm tay đặt ở trên giá sách, cuồn cuồn khói đen, lặng lẽ tràn ngập. Sau nửa canh giờ, Trần Mộc định lấy một cái mặt đen vội vàng rời đi. Ngũ quỷ túi bên trong, nhiều mấy chục bản y thư độc điển, đào kiếm bí tịch. Mậu chữ doanh trụ sở cổng. Tống huynh đệ kêu lên các huynh đệ của ngươi, chúng ta cùng đi xuân phong lâu khoái hoạt nha. Đinh lão đầu vui vẻ ra mặt. Không quấy rầy ngài nhã hứng, ngài tự đi tiêu sái. Dù sao, lại không tiêu sái, khả năng sẽ không cơ hội tiêu sái. Đưa tiễn hí ha hí hững đinh lão đầu, Trần Mộc quay đầu nhìn một chút sơn son đại môn. Xem ra chúng ta là hữu duyên vô phận. Ra hình lão lục cái này việc sự, hắn là không dám đợi tại nội thành trại lính. Bây giờ là không có việc gì, có thế vạn nhất nhượng cho người cho chọc ra đến rồi đâu. Tam gia dịch hình thuật, vẫn là không đủ a. À. Chạng vạn tối, nội thành tri phủ nha môn. Nhà kho bên cạnh thư lại làm việc trong phòng kế. Vốn nên tan ca nghỉ ngơi mập mạp trần chủ sự, một mặt khổ sở đứng tại gian phòng. Bốn phía điểm mấy cây tiểu nhi to bằng cánh tay ngọn nến, vừa mới có chút đen kịp gian phòng, bị chiếu tươi sáng trong suốt. Tông Thái một mặt âm trầm ngồi ở vị trí đầu chủ vị. Hắn chết nhìn chồng chọc quỳ ghé vào trung ương phòng đinh lão đầu, cái kia Tống Giang là lai lịch thế nào? Là bắt biên lương trên núi cường nhân. Mặt mũi bầm dập, chỉ hất lên một cái áo mỏng đinh lão đầu không dám giấu giếm. Hắn tại Xuân Phong lâu tiêu sái, vừa bò lên giường. Liền bị người một quyền chú ý mộng. Trần Như Nhộng đưa ra ổ chăn, chỉ tới kịp bắt một thân áo mỏng che giấu, liền bị dẫn tới nơi này. Lương Sơn ở đâu? Tổng Thái hít sâu một hơi. Tàn thư lâu mất đi mấy chục bản y thư độc điển, đào kiếm bí tịch, cái này không có gì. Tìm người kia muốn trở về là được. Mà lại chỉ cần cho đủ tiền, thậm chí đều có thể cho phép đối phương sao chép một phần lưu lại. Nhưng hắn tìm nửa ngày, sửng sốt không tìm được tống gian cái này người. Đối phương là Lương Sơn Hảo Hán, ngài không biết, Đinh lão đầu vô cùng ngạc nhiên. Tông thái mờ mịt, lương sơn hảo hán. Rất nổi danh sao. Ăn miếng thịt bự. Uống chén rượu lớn, lớn cái cân phân kim lương sơn một trăm đơn bát tướng. Ngài không biết. Đinh lão đầu một mặt không thể tin. Tông thái một mặt mộng bức nhìn xem trần chủ sự, người biết không? Mập mập trần chủ sự, ta. Ta nên biết sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tông Thái đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Đinh lão đầu vậy phát giác không thích hợp, không dám giấu giếm mấy ngày nay động tác. Tông Thái càng nghe, sắc mặt càng âm trầm, người nói bọn hắn đều đi mậu chữ doanh. Đúng a, à, ta tự mình đưa vào đi. Đinh lão đầu vội vàng lời thề son sắc. Có thế gần nhất bốn ngày. Đi mậu chữ doanh báo cáo người, một cái cũng không có. Tông Thái hung tợn nhìn chầm chầm đinh lão đầu hắn chỗ nào vẫn không rõ. Đinh lão đầu bị nhóm người kia đùa bẩn. Mình cũng bị nhóm người kia đùa bẩn. Ngay tại dưới mí mắt hắn, những người kia trắng trợn trộm ra đi bốn bản luyện hình thuật, mấy chục bản y thư kiếm pháp. Bản thân vốn là bởi vì sơ ý chủ quan, dẫn đến hơi kém để lộ tin tức. Triều Thiên Vương không thể không sớm công thành, thiếu chút nữa ủ thành đại họa, lúc này mới bị phạt đến trong coi tàn thư lâu. Bây giờ lại ra chỗ sơ xuất nghĩ đến có thể sẽ tiếp tục bị xa lánh hậu quả. Tông thái trong mắt đều trừng đỏ. Người cái này tham tài lão già. Đáng chết. Răng rắc một lần, tông thái đem chỗ ngồi tay vịn nặng nát như. Đinh lão đầu lập tức bị hù mặt trắng như tờ giấy, một lần tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trần chủ sự toàn thân thịt mỡ lắc một cái, cái trắng lập tức chảy ra mồ hôi rịn. Hắn cũng là thu rồi tiền A, cảm nhận được tông thái giết người ánh mắt nhìn về phía bản thân, trần chủ sự lập tức hai chân như nhũng ra. Tông thái hít sâu một hơi, đè xuống giết người xúc động. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn trần chủ sự, dẫn người đem hắn nhà tịch thu. Người tới, đem lão già này y phục lột sạch, cho ta dán tại nha môn sáu phòng bên ngoài trên cột cờ. Ăn ngon uống sướng cúng bái, đừng để hắn chết đi, treo hắn một tháng. Ta muốn để những cái kia gian hoạt tiểu lại biết rõ, ai dám không quan tâm mặt mũi kiếm tiền, ta liền để tiền hắn không chiếm được, mặt cũng đừng nghĩ muốn. Hai cái binh sĩ như lan như hổ xông tới, hai lần xé nát lão đầu y phục. Dựng lên đối phương gầy còng cánh tay, không để ý đối phương ô ô cặn bã kêu trên dãy dụa, kéo giống như chó chết túng ra gian phòng. Nếu không phải ngươi cưới lão tam tỷ tỷ, ta không phải đem ngươi treo lên đi không thể. Tông thái âm lãnh nhìn chầm chầm mập mập trần chủ sự đạo. Đa tại nhị gia. Trần chủ sự lập tức buông lỏng một hơi. Tông thái mặt không biểu tình liếc đối phương liếc mắt, bản thân đi tìm giả lão tam thẳng thắn. Nếu thật sự bỏ lỡ thiên vương đại sự, giả lão tam cũng không giữ được ngươi. Trần chủ sự sắc mặt cứng đờ. Không cần trong lòng còn có may mắn, ta đều có thể đi ABC, huống chi ngươi. Tông thái thản nhiên nói. Chợt đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, đem những người kia tư liệu đưa tới cho ta. Hắn còn chưa hề bị người như thế đùa nghịch qua. Tìm. Mặc kệ mất bao công sức, đều muốn tìm. Ban đêm nội thành bên cạnh, Lâm Hoành Phường. Đào hóa phường cùng Thượng Lâm Phường là không thể trở về. Trần Mộc, Trần Giáp thân phận tin tức đều có ghi chép. Thật muốn có người tra, lần theo hai cái này thân phận đăng ký tin tức, liền có thể điều tra đi. Thỏ không có ba hang vẫn hữu dụng hắn hiện tại ở tòa nhà khoảng cách lâm hoành phường khu nhà cũ có ba cái đường phố hắn còn đặc biệt dùng nhỏ người giấy ra một chút khu nhà cũ đối môn nơi đó sớm đã người đi phòng không có tri phủ nha môn đại trạch ở đổi ta ta cũng không ở cái này căn phòng trần một hút trượt một miệng nước trà thầm nghĩ trong miệng phun ra ba cái âm tiết mở ra ngủ quỷ dời núi chú khói đen lăn lộn trên bàn sách lập tức một chồng mấy chục quyển sách Trần Mộc từng quyển từng quyển lựa chọn phân loại. Sách thuốc độc điển 27 vốn, chế dược thuật có thể tiếp tục quét để lại trước khi ngủ một giờ. Trần Mộc tiếp tục lật. Kiếm pháp bí tịch 3 bản, ám khí bí tịch 2 bản. Chỉ có thể dùng để tăng trưởng một chút kiến thức. Đồ vật dù không kém, nhưng đối với tứ giai hạt sen sắc cùng tụ lý kiếm, tác dụng không lớn. Nhiều lắm là giúp hắn mở rộng tầm mắt. Lầu một cuối cùng hơi kém ý tứ hắn cầm cái này hai bản sách cũng là góp đủ số. Dù sao, xếp đặt nhiều như vậy bí tịch võ công, không cầm hai bản luôn cảm thấy thua thiệt khoản. Trần Mộc đem cả hai thu hồi, có thời gian liền nhìn, không có thời gian coi như. Giang hồ bí văn ghi chép bảy bản. Cái này tốt, giết thời gian đồ vật có. Nếu không phải sợ giá sách không vị quá nhiều, bị thủ vệ trung niên nhân nhìn ra sơ hở, hắn đương thời còn muốn lại nhiều lấy chút nhi bí văn phải xem nhìn đại lương giang hồ là bộ dáng gì. Hắn đi tới thế này hơn ba năm, không phải ở nhà trạch, chính là chuẩn bị dọn nhà tiếp tục trạch. Đối cái này thế giới xa là thực tế khuyết thiếu hiểu rõ. Cái này bốn bản mới là trọng đầu hí. Trần Mộc Mừng khắp khởi xuất ra bốn bản luyện hình thuật, không nhịn được lần nữa đọc qua. Cuối cùng một bản gọi mây mông luyện hình thuật, hô hấp pháp có 108 loại biến hóa, vậy rất tốt cùng phía trước ba loại cấp cao luyện hình thuật so có chút lệch eo nhưng nếu như cùng hồng chuẩn luyện hình được rồi còn chưa phải so nhỏ cây gà mãi mãi cũng là nhỏ cây gà tỉ mỉ tính toán ta lại tích lũy mười bản luyện hình thuật trong đó có một nửa cũng đều là cấp cao luyện hình thuật chính trần một đều có một chút kỳ lạ cao hứng như vậy thời gian nếu không xuân phong lâu Chương 125, rút lui. Đại lương năm 641, 28 tháng 6, buổi sáng. Lâm Hoành Phường, Trần Trạch. Trần Mộc ăn điểm tâm uống trà, chậm rãi đọc qua, biết xương tra tướng. Thật lâu, Trần Mộc khép sách lại sách, nhìn về phía màu xám vách tường. Dịch hình thuật, 697 mươi nghìn tam giai, tăng 30 điểm. Hình lão lục có thể sử dụng nó nghiệm thi xem tướng. Trần Mộc có thể sử dụng nó soát dịch hình thuật độ thuần thục. Sách hay. Trần Mộc hài lòng gật đầu. Khoảng cách từ bỏ một người đóng vai thủy hữu truyện kế hoạch đã qua đi hơn 10 ngày. Trần Mộc trung thực uống tại Lâm Hoành phường bên trong không ra khỏi cửa. 20 thiên phong thành, ác liệt hậu quả bắt đầu hiển hiện. Vật tư khan hiếm, từng bước dẫn phát hỗn loạn, thường có ác tính ẩu đã xuất hiện. Triều Thiên Vương hoàn toàn mặc kệ, chiêu binh sự nghiệp lại hừng hực khí thế. Bởi vì chỉ có gia nhập triều thiên vương, mới có thể có tiền kiếm có cơm ăn. Đồ diệt nhà giàu, vơ vét tài phú, chiêu binh mãi mã, lại đối bình dân sinh hoạt không quan tâm. Vị này triều thiên vương, muốn chạy. Đi nhanh lên. Các ngươi đi rồi ta vậy đi. Nam Dương Phủ Thành đều sắp bị họa họa phế bỏ. Đợi đến Ly Giang Thành, ta liền ở tại nhà luyện công, nói cái gì cũng không đi ra ngoài cái này thế đạo thực tế quá loạn động một chút lại đồ thành diệt môn thu hồi thư tịch trần mộc đi vào giữa sân hai tay trùng điệp nhẹ nhàng đè lại bụng dưới hô hấp tiết tấu bỗng nhiên biến hóa đột nhiên trở nên dồn dập lên hắn bắt đầu diễn luyện thiên xà luyện hình thuật chớ nhìn hắn gần nhất đông tránh ít dét nhưng chưa hề buông xuống luyện hình thuật nương theo hô hấp biến hóa trần mộc bắt đầu vặn eo chuyển hông thân thể hướng về sau xoay chuyển thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Đây chính là thiên xà luyện hình thuật đặc điểm, có thể tăng lên cực lớn thân thể tính dẻo dai. Trần Mộc Án thường tiết tấu, chậm chạp mà có vận luật diễn luyện. Một lần kết thúc, Trần Mộc thở ra một hơi thật dài. Nhìn màu xám vách tường. Thiên xà luyện hình thuật, 9536 10.000 tam giai, nhanh. Lúc xế chiều, Thái Dương tây bên dưới, mảng lớn trắng chiều bị chiếu đỏ như máu, lóa mắt đỏ vàng quang mang rơi tại Trần Mộc trên gương mặt. Hô, một chuỗi thật dài khí tức bị phun ra. Trần Mộc bắp thịt toàn thân bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích. Không chỉ có không có bành trướng, ngược lại bắt đầu hướng vào phía trong co vào. Khối lớn cơ bắp trở nên tỉ mỉ chặt chẽ, gồm cả mềm dẻo cùng cứng trắng. Đồng thời lại giống lò sau một dạng tràn ngập lực bộc phát. Chỉ cần hắn nghĩ nháy mắt liền có thể nổ tung lực lượng toàn thân, tự như cuốn lấy con mồi mãn xa bình thường. Mà lại trần một phát hiện, hắn lần nữa cao lớn một chỉ, đều nhanh 1 m chín rồi. Lại một môn luyện hình thuật dịch tủy đại thành. Nhiều nhất một tháng, ta liền có thể luyện được khối thứ sáu du phách. Trần Mộc nhất lên y phục, đem sở hữu du phách hội tụ bụng. Trên bụng lập tức nhiều hơn một vòng hai cái bàn tay chiều rộng đen nhánh đai lưng. Trăm năm nuôi phách. À, xem thường ai đây trần mộc đắc ý vui vẻ một trận lấy tay nhéo nhéo đen bóng cái bụng cũng không biết phách lực này rốt cuộc là cái gì đồ chơi đen nhánh bóng loáng nhưng không thấy da dẻ hoa văn nói rõ đây không phải đơn giản da dẻ chất biến nhưng muốn nói nó là bao trùm biểu bị một loại độc lập vật chất nhưng lại cảm giác không ra độ dày tóm lại liền thần kỳ chạng vạn tối tri phủ nha môn. Nội viện chính sảnh vị trí chỗ ở, bị một đội tinh nhuệ sĩ tốt bảo hộ ở trung tâm. 50 mét bên trong, một cái nha hoàng nô bộc cũng không có, ngăn chặn bất luận cái gì nghe lén khả năng. Trong chính sảnh, thiên vương triều phương cười tủng tỉm ngồi ở vị trí đầu. Thủ hạ 12 vị huynh đệ ở phía dưới ngồi thành hai hàng. Gần nhất, đều vơ vét không ít đi. Triều phương cười ha hả dưới đấy cả đám lập tức nở nụ cười ngồi phía bên trái vị thứ nhất tông thái lại cười có chút miễn cưỡng từ nhập chủ nội thành bắt đầu hắn đã bị đánh phát đi thủ tàn thư cát một chút không có mò lấy bản thân vớt không có việc gì cũng đừng làm cho phía dưới người cho lừa gạt rồi triều phương nói lão nhị việc này làm tốt trần trùng trục treo lên một người tùy tiện chấn nhiếp những cái kia gian hoạt tiểu lại vẫn là nhị ca có ý tưởng ngồi ở phía bên phải vị thứ nhất giả giống như cười ha ha ta đi nhìn lão già trứng đều nhanh phơi bạo ha 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 mười hai cái huynh đệ cười toe toét tông thái giật giật khóe miệng lộ ra một cái u ám cười khổ tông thái bất quá là mấy quyển luyện hình thuật mà thôi nhường cho người lừa gạt đi cũng liền lừa triều phương an ủi nhưng muốn lấy đó mà làm gương làm việc không chu toàn ta còn làm sao dám cho ngươi tăng thêm gánh. Đại ca dạy phải. Tông Thái liền vội vàng đứng lên đến cung kính nói. Ngồi một chút ngồi. Triều Phương hòa ái khoát tay. Chợt thu liễm tiếu dung, nghiêm nghị nói, chư vị huynh đệ, là thời điểm rút lui. Đêm nay lặng lẽ đi đem định hồn cọc lấy ra. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát ra khỏi thành. Đại ca, làm sao vội vàng như thế? lão tam giả giống như nghi hoặc hỏi. Thượng quan kỷ đã đến ngoài thành 80 dặm nơi, hắn mang theo 8.000 thang sơn doanh mặt giáp tinh nhuệ, liền trú đóng ở tú lâm sườn núi. Hắn còn mang đến trừ tà kính. Ngoài thành giam cầm tà ma ngăn không được hắn. Triều phương sắc mặt càng phát ra nghiêm túc, người vậy chiêu đủ rồi, tiền vậy vớt được không sai biệt lắm rồi. Chư vị huynh đệ, nên đi. Đêm nay quan trọng nhất là thu hồi định hồn cọc không được phức tạp. Như xảy ra sai sót, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Triều Phương hờ hững nói. Mới vừa rồi còn cười toe toét mọi người nhất thời đứng dậy cung kính hành lễ, tuân mệnh. Ánh mắt mọi người như có như không nhìn về phía Tông Thái. Ngày thường mặc dù gọi nhau huynh đệ, nhưng quyết không thể chậm trễ thiên vương đại sự. Vị này đến nay bị vắng vẻ nhị ca, chính là tốt nhất tấm gương. Tông Thái ông quyền cúi đầu, cảm thụ được sau lưng ánh mắt không nhịn được sau răng cắn chặt đáng chết tống giang lâm hoành phường trần trạch phía đông dưới chân tường gạch xây bếp lò bên cạnh hai đoàn khói đen tung bay ở ống khói đầu trên củi thiêu đốt thì hơi khói trước bị hạ phương khói đen thôn phệ lại từ phía trên khói đen đoàn phun ra một vào một ra thiêu đốt không đầy đủ sinh ra than đơn chất liền bị hoàn toàn loại bỏ ngũ quỷ túi ném cho ăn cái giếng bên trong, từng đoàn từng đoàn thanh thủy tung bay ở giữa không trung. Bếp lò hơi khói trải qua không ngừng tẩy trắng, lập tức sẽ không có nhan sắc. Muốn dựa vào khói bếp bắt ta tráng đinh. Phát hiện ta đều coi như ta thua. Trần Mộc trong tay chọc lấy cái nồi, ngầm khẽ không biết tên điệu ngắn, lóc bóp xào lấy phong vị thịt khô. Hôm nay luyện hình thuộc đại thành, nói cái gì cũng được thêm đạo đồ ăn. Nếu không phải thời gian không cho phép, hắn khẳng định phải cho mình hầm một hũ thịt kho tàu. Không thể chậm trễ đến xem ngọc đào cô nương biểu diễn. Ngày mai, ngày mai nhất định bổ sung. Tông Thái đi ra phủ nha nội viện, đi ngang qua nhà môn sáu phòng làm việc địa điểm. ngẩng đầu nhìn đến dáng tại trên cột cờ khô gầy bóng người, không khỏi nắm đấm nắm chặt. Nghĩ đến các huynh đệ khác hăng hái, thủ hạ tài phu di tốt tất cả đều gia tăng. Bản thân như trước vẫn là ánh sáng cán tư lệnh hắn đối đinh lão đầu lại càng cố gắng hận. Lấy định hồn cọc gấp rút. Liền để ngươi lão già này lại sống thêm một đêm. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Hư hư. Tông thái thay quần áo khác, mang lên mũ rộng vành, rời đi tri phủ nha môn về sau, cưỡi xe ngựa, hướng vào phía trong thành nam môn bay đi. Nội thành con đường rộng lớn, chạng vạn tối người đi đường thưa thớt, hắn chỉ dùng một khắc đồng hồ tự ra nội thành lại bảy hoặc tám trẻ đi vòng một vòng, một khắc đồng hồ về sau, xe ngựa đi tới Lâm Hoành Phường. Tông Thái nhảy xuống xe ngựa, quan sát bốn phía dò xét. Liên tục phạm sai lầm, để hắn làm việc càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí. Một cổ nhàn nhạt nhấc mũi lại mê người cây mùi thơm truyền vào xoan mũi. Thơm quá! Đến giờ cơm nhi rồi. Tông Thái ngẩng đầu nhìn một chút dần dần u ám sắc trời. Nhanh lên một chút xong xuôi, vừa vặn đi phó đại ca Yến. Tông Thái nhất chân muốn đi, đột nhiên lại dừng lại. Không đúng sao? Con đường này, không phải một mực không người ở sao? Ở đâu ra mùi thơm? Lúc trước vì xác thực bảo định hồn cọc an toàn, hắn nhưng là cố ý dò xét qua, chung quanh đều là không tòa nhà. Kết quả cũng không biết chỗ nào xuất hiện cái thư sinh, hỏng rồi chuyện tốt của hắn, dẫn đến hắn hiện tại cũng bị xa lánh vắng vẻ. Sau này suy đoán, Người kia có thể là cái bỏ trốn hung phạm, cùng bọn hắn một dạng, cố ý tìm kiếm không người không tòa nhà ẩn náu. Bọn hắn lúc trước gặp nhau. Thật sự cũng chỉ là vừa lúc mà gặp. Tông thái tỉ mỉ hồi ức người thư sinh kia, đột nhiên nhướng mày. Hắn nhớ được, thư sinh kia làm ráng sủi cảo vậy hương khí bốn phía. Tự như cái này vị cây một dạng, nhưng cho người nhìn không được bài tiết nước bọt. Đồng dạng tại Lâm Hoành Phương đồng dạng tại không người khu phố. Đồng dạng có thể làm mỹ vị vô cùng đồ ăn. Chẳng lẽ? Tông Thái bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị nhìn về phía cách đó không xa quảng trường. Chẳng lẽ lại đến rồi cái bỏ trốn hung phạm? Chương 126, Định Hồn cọc. Tông Thái đứng tại khu phố miệng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, cái này hung phạm là trong lúc vô tình đến, vẫn là cố ý tới đây. Chẳng lẽ biết rõ nơi đây chôn lấy định hồn cọc. Tông Thái nhất chân liền nghĩ qua đi thăm dò nhìn một phen, vừa đi hai bước nhưng lại đột nhiên dừng lại. Được rồi. Không thể tái xuất sai lầm. Tông Thái lắc đầu thầm nghĩ. Tiếng đánh Nam Dương trước đó, hắn chạy trước chạy về sau, kết quả tới gần thành công xảy ra sai sót. Bị triều phương xa lánh, bị chúng huynh đệ trêu chọc, trong lòng của hắn một mực kìm nén một cổ khí. Việc cấp bách là lấy ra định hồn cọc. Đưa về nội thành. Không thể phức tạp. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu đi vào trong ngõ nhỏ. Đứng tại treo hai cái đèn lồng vỏ vàng trạch viện trước cửa. Tông thái nhảy lên một cái, lật vào sân nhỏ. Đi tới phòng chính cổng, quan sát tỉ mỉ đồng khóa lại cơ quan nhỏ, xác định không người len lén lẻn vào, trong lòng buông lỏng một hơi, mở khóa đẩy cửa vào. U ám phòng chính bên trong, mượn đen kịt tia sáng, tổng thái phức tạp nhìn xem quen thuộc gian phòng. Ảo não không cam lòng lần nữa tràn ngập trong lòng, thật lâu mới thở dài một hơi. Người nhìn về phía trước. Thủ hạ không có sĩ tốt, quá mức cũng không mang binh. Chỉ cần làm tốt đại ca bàn giao sự. Có thể tiếp tục thu hoạch được chiếu điện hồng tu luyện, sớm tối có ta ngày nổi danh. Từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, Tông Thái mở ra cái nắp hướng lòng bàn tay nghiêng đổ. Sền sệt đỏ tươi chiếu điện hồng chảy ra. Ngoại hình tự như thạch quả, lại có tốt đẹp lưu động tính. Đổ vào lòng bàn tay, tự động co rút lại thành trứng chim cút lớn nhỏ ống ánh tiểu cầu. Trước lấy định hồn cọc. Một tay nâng chiếu điện hồng, Tông Thái trong miệng phun ra một chuỗi dài cật khuất ngao răng văn tự. Những chữ này đầu đuôi không khớp, tổng cộng ba. Bốn trăm chữ, tự như hoàn toàn không có ý nghĩa loạn văn. Tông Thái không quan tâm, tiếp tục niệm tụng. Một lần. Mười lần. Trăm lượt. Như thế tiếp tục hai khắc đồng hồ lâu, cuối cùng có biến hóa. Trong tay chiếu điện hồng tiểu cầu, mặt ngoài không ngừng nâng lên từng cái mụn nhỏ, sau đó lại biến mất trở xuống. Tông Thái trong lòng buông lỏng, cuối cùng. Nương theo tiếp tục đọc, thanh âm của hắn trở nên kỳ quái bắt đầu vẫn là một thanh âm, chậm rãi liền tự như hai thanh âm trùng điệp, chờ một lúc liền biến thành vô số người tại đồng thời niệm tụng. Tông Thái cố nén miệng đắng lưỡi khô. Niệm chú không ngừng. Trước trước sau sau niệm sắp ba khắc đồng hồ, sắc trời đã hoàn toàn biến thành đen. Chiếu điện hồng tiểu cầu đột nhiên phát ra oánh oánh hồng quang, về một cái tảng ra, cấp tốc từ hắn giữa ngón tay thấm để lọc mà xuống. Rơi trên mặt đất, tung ra loan lỗ điểm đỏ, tự như vật sống, uốn lượng nhúc nhích, thuận gạch xanh sàn nhà khe hở chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất đột nhiên chấn động. Gạch xanh sàn nhà bị nhô lên, dưới mặt đất buồn đất nhanh chóng hướng lên lăn lộn tràn ra, mấy hơi thở liền tích tụ ra nửa mét cao bùn đất bao. Một cây đen nhánh bóng loáng. Che kín đường nét vân vân cây gậy, ông một lần từ đống đất trung tâm chui ra. Định hồn cọc. Tông thái một phát bắt được túng ra lạnh buốt xúc cảm để hắn nhìn không được trùng mình một cái. Định hồn cọc cao bằng một người, tiểu nhi lớn bằng cánh tay. Bề ngoài giống như bầu trời đêm, đèn thâm thúy. Chất liệu không phải vàng không phải sắt, tự như lưu ly, nhìn xem nặng nề, kỳ thực nhẹ nhàng. Xong rồi. Lâm Hoành Phường, Trần Trạch. Sau bữa ăn, một đoàn khói đen tràn ngập bao trùm. Tứ phương bàn bên trên bừa bộn chén bàn biến mất không thấy gì nữa chờ lần nữa xuất hiện, đã biến trần bóng như mới. liền ngay cả khó mà rửa sạch sạch sẽ mở đông dơ bẩn, đều bị ngủ quỷ khói đen tách rời sạch sẽ ngăn nắp. giới giáp mí mắt cũng không khỏi nâng lên hai phần, vàng sáng trong con ngươi tràn đầy quái dị thần sắc. người đối pháp khí vận dụng thực sự là đặc biệt. người bình thường đến pháp khí, hận không thể làm tổ tông một dạng cúng bái. nào giống Trần Mộc, trân Quý ngũ quỷ túi lại lấy ra rửa chén bát rửa chén. Lãng phí pháp khí. Phung phí của trời. Nếu để cho những cái kia vất vả tích lũy pháp khí người biết, xác định vững chắc được chém sống Trần Mộc. Trần Mộc lại lông mày nhướng lên. Mặt mũi tràn đầy đắc ý, kế ngủ quỷ túi bảng máy hút bụi, ngủ quỷ túi bảng máy hút khói về sau, Trần Mộc lại dần dần suy nghĩ ra ngủ quỷ túi bảng máy rửa bát. Lãng phí. Ta đây là tại có thế trong phạm vi chịu đựng tận khả năng tăng lên phẩm chất cuộc sống. Là sinh hoạt trí tuệ, ngươi không hiểu. Trần Mộc tràn đầy cảm giác ưu việt mà cười cười lắc đầu. Giới giáp. Ngươi xác định không phải là bởi vì chính ngươi lười. Trần Mộc cười càng phát ra đắc ý, lười biến thôi động nhân loại tiến bộ. Giới giáp gương mặt không rõ ràng cho lắm. Trần Mộc cười tủng tỉm. A. À, thổ dân. Thu thập thỏa đáng, Trần Mộc đưa cho giới giáp nắm đấm lớn bình sướng. Theo yêu cầu của ngươi, gấp đôi lam dược hoàng. Bên trong chứa đầy lấy 60 hạt lam dược hoàng. Nam Dương phủ phong thành, hỗn loạn càng phát ra nghiêm trọng, xuân phong lâu bên trong giải trí sự nghiệp lại càng ngày càng hưng thịnh. Ngay tiếp theo sơn trại dược hoàng sinh ý đều tốt rất nhiều. Đưa tiễn giới giáp, Trần Mộc nấu nước ngâm chân. Bên cạnh dài mảnh trên bàn sách điểm sáng tỏ ngọn đèn. Tiện tay rút ra, biết xương tra tướng, tiếp tục đọc qua. Hô hấp vậy chậm rãi điều chỉnh, trở nên gấp rút nhưng lại có tiết tấu. Thiên xà luyện hình thuộc hoàn thành dịch tủy. Hoàn toàn mới hô hấp pháp đã bị trần mộc sáng chế. Bây giờ đã từng bước dung nhập đi ở ngồi nằm. Thiên xa luyện hình thuộc tứ giai độ thuần thuộc không ngừng đẩy về phía trước vào. Chân ngâm ấm, rửa mặt xong, trần mộc thổi đèn lên giường ít một chút nhi giải trí hoạt động a. À. Ngủ một chút, muốn cái gì liền đi trong mộng tìm. Sờ sờ trong ngực 41 trương tổ minh phù, trần mộc an tâm lâm vào mộng đẹp. Hô! Gió nhẹ nhẹ vang lên. Một người mặc áo đen mặt tròn hán tử, tay cầm màu đen trường côn. Không lưng cánh cung, làm tặc một dạng lặng yên leo tường mà vào. Tổng thái sau khi rơi xuống đất. Vừa định nhấc chân, không khỏi cười khổ thật sự là cử chỉ điên rồ rồi. Bất quá là cái trốn trốn tránh tránh bỏ trốn hung phạm. Tại sao có thể là lúc trước người kia? Lắc đầu, hắn liền chuẩn bị rời đi. Định hồn cọc bên người, không thể ra ngoài ý muốn. Nhưng, đến đều tới. Tông thái quỷ mị bình thường rơi xuống đất im ắng, hai bước bay tới phòng chính phía tây cửa sổ bên cạnh. Cửa sổ đơn phiến chạm rỗng, dán lên vàng nhạt giấy dầu đầu trên có một trục, có thể hướng bên trên xoay chuyển mở ra. Giờ phút này đang bị một cây xà ngang nhô lên non nữa. Tông Thái từ trong ngực móc ra một cái bình sứ. Đặt ở nửa mở dưới cửa sổ, bàn tay chậm rãi vỗ. Một sợi khói xanh thuận cửa sổ chui vào gian phòng. Mượn từng tia từng tia ánh trăng, thuận cửa sổ khe hở, mơ hồ có thể thấy được cửa sổ cách đó không xa giường. Lúc này, một bóng người đang nằm trên giường ngủ say như chết tông thái ngừng chân chờ đợi một khắc đồng hồ về sau đột nhiên vén cửa sổ nháy mắt chui vào gian phòng rơi xuống đất một cái chớp mắt lao thẳng tới giường giáp phách dao động quyền phải bỗng nhiên đen như mực giống như cực đại thiết chù y mang theo ô ô kình phong ngang nhiên nện xuống tông thái thần sắc lạnh lùng định hồn cọc bên người không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn phanh cứng trắng hạch đào một đại giường nháy mắt vỡ vụn. Không đúng. Sau một khắc, da đầu bỗng nhiên như kim đâm nhói nhói. Tông thái không chút suy nghĩ, gần gũi bản năng uống gối cuối thân. Nắm lấy định hồn cọc tay trái đột nhiên nâng lên. Đen nhánh định hồn cọc đâm trách không khí, đâm thẳng hướng trên đỉnh đầu. Ken. Tự như thiết chu y đập lên cái thất gỗ. To lớn tiếng oanh minh bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Sức mạnh cường hãn từ định hồn cọc đỉnh tim truyền đến. Bị phách lực bao trùm tay trái, lại giống như là tại bắt một đầu chân nhãn cự mãn. Suy. Giống như lưỡi đao cạo sát pha lê. Định hồn cọc thuận vòng sắc một dạng tay trái, đột nhiên trượt xuống dưới thoát. Phốc một lần, tùy tiện đâm vào gạch xanh sàn nhà. Tông thái trong lòng hung hăng một nhảy, con người bỗng nhiên co vào. Chương 127, nuôi âm sách. Phanh. Cửa sổ vỡ vụn. Tông Thái định lấy vỡ vụn mảnh gỗ vụn, phá cửa sổ mà ra. Thân ở giữa không trung, định hồn cọc điểm xuống mặt đất. Tông Thái nháy mắt mượn lực vặn eo, lằn không quay người. Phốc. Hai chân giống như đinh sắt, một lần đâm vào bùn đất. Phanh. Nện vững chắc cứng trắng mặt đất, liền giống bị giẫm nát bánh giòn, bùn đất vẫy ra. Tông Thái nghiêm nghị nhìn chầm chầm theo sát phía sau, tay cầm đoạn kiếm, tóc dài xỏa vai bóng người. Hỏng rồi. Tìm lộn người. Bằng hữu, trước đừng động thủ, đây là một hiểu lầm. Tông Thái vội vàng lên tiếng. Trần Mộc Châu mày. Sách báo nhân viên quản lý. Hiểu lầm. Ta sự còn không có phát. May mắn. Trước tiên đem người này lắc lư đi, nhưng không thể nhanh như vậy thỏa hiệp, Trần Mộc giả vờ như sắc mặt âm trầm, ngươi động thủ bộ dáng cũng không giống như hiểu lầm. Tông Thái thở dài ra một hơi, đáp lời đã nói lên còn có thể đàm. Thật sự là hiểu lầm. Trên người ta còn mang theo hai giọt chiếu điện hồng, tính cho ta nhận lỗi, như thế nào? Bằng hữu ngươi khả năng không biết, chiếu điện hồng là hóa long đan tinh túy, một giọt có thể so với 30 hạt hóa long đan. Chiếu điện hồng Trần Mộc lông mày nhíu lại giả vờ như tâm động bộ dáng do dự chợt lòng tham mở miệng không đủ trên người ta còn có ba ngàn lượng ngân phiếu nếu ngươi còn không hài lòng ta trở về cho ngươi thêm lấy tông thái vội vàng nói được rồi cứ như vậy đi trần mộc giả vờ như cố mà làm bộ dáng đa tạ bằng hữu lý giải tông thái thở dài ra một hơi chậm rãi nâng người lên đưa tay ra hiệu trần mộc an tâm chớ vội sau đó chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái bình sứ trắng, chợt ném cho Trần Mộc. "Bằng hữu, tiếp hảo." Trần Mộc ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú vào bình sứ, ở trong đó liền chứa lấy chiếu điện hồng. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua hoàn toàn trạng thái chiếu điện hồng. "Ô." Một trận trầm thấp âm thanh xé gió bỗng nhiên truyền vào trong tai. Định hồn cọc lôi cuốn kình phong, hung hăng đánh tới hướng Trần Mộc đầu. Tông thái người giữa không trung không khỏi nhếch miệng cười to trên giang hồ lại có như thế ngây thơ người dừng tay giảng hòa ha định hồn cọc phát sau mà đến trước cơ hồ nháy mắt liền xuất hiện ở trần mộc đỉnh đầu trong điện quan hỏa thạch không gian giống như ngưng kết ở nơi này ngưng cố không gian bên trong trần mộc chậm rãi ngẩng đầu hờ hững nhìn xem tông thái sau đó hắn nhẹ nhàng lui về phía sau một bước định hồn cọc sát trần mộc chấp mũi rơi xuống Suy, Kình Phong quét qua mũi vỡ ra một đạo nhỏ bé vết thương. Thật sự là một cái làm người thất vọng thế giới. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm lại không còn sót lại chút gì. Trần một mặt mũi tràn đầy cô đơn nắm chặt tay trái, lặng yên thu hồi vừa rồi hơi kém liền đánh đi ra hạt sen sắc. Ta là thực tình muốn cùng thế giới này hòa giải. Thật sự có thế thế giới nhưng Thủy Chung trả lại cho ta lấy ác ý trần một biểu hiện trên mặt không khỏi dữ tợn ta chỉ có thế lấy ác chế ác ông lưới đánh cá giống như phách lực bên phải cánh tay cấp tốc hiển hiện sáu loại luyện hình thuộc ban cho lực lượng cường đại hiện lên dưới làn da cơ bắp giống như địa long xoay người bỗng nhiên chập trùng bành trướng trong chớp mắt cánh tay phải của hắn liền nở lớn một vòng suy một cổ nóng rực khói trắng từ trên cánh tay phải bay lên sau một khắc, bắp đùi, lòng bàn chân phách lực hiện lên. To lớn lực bộc phát không giữ lại chút nào từ hai chân phun ra. Phanh. Tông thái vừa xuống đất, trần một liền đánh vỡ không khí, như teleport xuất hiện ở trước người hắn. Không bước nằm rạp người, từ đuôi đến đầu, tụ lý kiếm hung hăng đâm về tông thái tim. Một thanh nhỏ phá kiếm còn muốn giết ta. Tông thái tiếu dung không ngừng. Khinh miệt trừng mắt trần một bí thuật, thuẫn. Toàn thân hắn phách lực vào một cái hội tụ trước ngực. Ha ha! Không dùng không dùng không có. Tụ lý kiếm, xuyên vân. Màu xám đoạn kiếm đang sống, vặn vẹo rung động. Kiếp! Tự như tiểu đao đâm vào lon nước, nhường cho người ghê răng thanh âm bỗng nhiên hiển hiện. Phốc! Một tiếng vang nhỏ. Trần một bước ra trở ra. Tông thái nụ cười trên mặt cũng không kịp thu liễm một đám vết máu ngay tại hắn ngực choáng nhiễm. Màu đen phách lực như thủy triều rút đi. Hắn không thể tin nhìn chầm chầm trần mộc, sao? Làm sao có thể? Không. Ta không thể chết tại đây. Hắn đem hết toàn lực. Thân ảnh bỗng nhiên hướng về sau bật lên mà lên. Dù phách cao thủ thân thể sức sống cao dọa người. Cho dù trái tim bị đâm xuyên, chỉ cần dù cho cầm máu khâu lại, liền có thể chịu nổi đây là hắn sinh cơ. Tông thái trên cổ nổi gân xanh, đưa tay liền đánh ra một viên tên lệnh. Cách nơi này gần nhất chính là giả lão tam, chỉ cần kéo tới. Ngũ quỷ dời núi. Tên lệnh vừa lên không, năm đoàn khói đen ngay tại hắn phải qua trên đường hiển hiện. Chỉ phát ra một tiếng ngắn mũi kêu to, tên lệnh liền bị nuốt vào ngũ quỷ túi không gian. Cùng cùng khói đen tựa như một đầu săn mồi cự mãn, uống lượng áp súc. Bỗng nhiên bắn ra nhảy lên đầu tường tông thái đầy mắt tuyệt vọng. Pháp khí. Sau một khắc, khói đen vọt qua, nhảy mắt liền đem tông thái nuốt hết. Phốc. Một chút huyết dịch vẫy xuống, tông thái hoàn toàn biến mất không gặp. Ba. Dòn vang vang lên, bình sứ trắng vỡ vụn một chỗ. Trần Mộc quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy mảy may chất lỏng màu đỏ. Không. Đáng tiếc. Khói đen lăn lộn, màu đen định hồn cọc rơi vào trong tay. Trần Mộc vuốt ve trên đó đường vân, chợt quay người, đi trở về gian phòng. Nam Dương phủ nội thành, tri phủ nha môn nội viện. Buổi chiều tụ hội chính sảnh một lần nữa bố trí xong. Vài trương bàn dài song song bày ở trung gian, rượu ngon món ngon che kín mặt bàn. Triều Phương ngồi ở đoạn trước nhất, 12 huynh đệ phân ngồi hai bên, trong tay các dựa vào một cây đen nhánh cán dài. Chúng huynh đệ nâng ly cạn chén, thoải mái uống. Triều Phương lại nhìn chầm chầm bên trái cái thứ nhất không vị, không nói một lời. Thời gian chuyển dời, đám người vậy phát hiện không hợp lý. Nhị ca làm sao còn chưa tới? Đúng a, à, lẽ ra hắn kia cán định hồn cọc khoảng cách gần nhất, làm sao? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Giả giống như sắc mặt không khỏi một bên. Gần nhất nhị ca vận khí cũng không tốt như thế nào. Đại ca, ta đi nhìn xem giả giống như đột nhiên đứng lên triều phương u ám gật đầu đám người đặt chén rượu xuống không dám nhiều lời bầu không khí nhất thời ngột ngạt một khắc đồng hồ về sau giả giống như đột nhiên xông vào gian phòng đại ca đồ vật lấy đi nhưng không ai triều phương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hắn lập tức từ trong ngực móc ra một cái cánh tay trường minh hoàng quyển trục quyển trục không phải giấy không phải lụa mềm mại cứng cỏi Triều Phương bỗng nhiên kéo ra, một hàng trứng chim cút lớn nhỏ, tràn đầy nét cổ sư chữ viết khắc sâu vào tầm mắt, thiên sơn kinh, nuôi âm sách. Tiêu đề sau có một khối trống không khu vực, hai cái lớn cỡ bàn tay, bốn phía đối xứng vẽ lấy, từ đường thẳng, vân văn, hỏa diễm đồ án tạo thành biên giới. Triều Phương vội vàng móc ra cái bình sứ trắng. Mở ra cái nắp, đem đầy bình chiếu điện hồng toàn bộ đổ vào trống không nơi, lập tức nhanh chóng niềm đồng chú ngữ. Vẽn vẹn 15 cái hô hấp, hạch đào lớn chiếu điện hồng liền sôi trào lăn lộn, rót vào vàng sáng vải vóc. Trống không nơi cấp tốc hiển hiện 13 cái điểm lắm tắm. Trung gian một cái màu đen củ lạc lớn, bên cạnh tụ lấy 11 cái màu đỏ đậu nành lớn. Còn có một cái điểm đỏ cô lập bên ngoài, giờ phút này chính chậm rãi phía bên phải bên cạnh di động. Triều Phương buông lỏng một hơi, lập tức âm trầm nói, đều theo ta đi. Ta lại muốn nhìn. Lão nhị lúc này đi bắt thị Đến cùng muốn làm Cạch Triều Phương trong tay bình sứ bỗng nhiên bị bóp nát Sắc mặt hắn vô cùng khó coi Nhìn chầm chầm vàng sáng vải vóc Mới vừa rồi còn đang di động điểm đỏ Không có Định hồn cộc Thiếu một cán Bắt thị, dược liệu một con đường Cuối phố nơi có cái không đáng chú ý hiệu thuốc nhỏ Tên gọi Hòa Thịnh Đường Trời tối người yên Tiền đường học đồ hỏa kế đã về nhà. Hậu viện gian phòng bên trong nhưng như củ đèn đuốc sáng trưng. Giới giáp cầm khối màu trắng khăn tay, tỉ mỉ đem bàn ghế lau một lần. Đem vừa mới pha trà ngon nước đặt ở trong tay, giới giáp trịnh trọng hắn sự từ trong ngực móc ra một cái nắm đấm lớn căn phòng túi vải. Nhẹ nhàng giải khai miệng túi dây thừng, soạt một lần đổ ra một đống bạc vụn. Sau đó liền một hạt một hạt bắt đầu xoa ngân hạt châu. xoa xoa xoa, xoa hắn tay không khỏi một bữa, chợt như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục xoa, sau đó mí mắt nhất cũng không nhất thản nhiên nói, chính ngươi xuống tới. Vẫn là ta đem ngươi đánh xuống. Nóc phòng mảnh ngói nhẹ vang lên. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Trần Mộc cười hì hì đi vào gian phòng. Ta cảm thấy ngươi buổi chiều chưa ăn no, nếu không, làm chút nhi bữa ăn khuya. Giới giáp vàng sáng con mắt chuyển động, nhìn chầm chầm Trần Mộc không nói lời nào trần mộc kia cái gì ta tại ngươi cái này ở đoạn thời gian thế nào ngươi lại chọc tới người nào giới giáp mí mắt không khỏi nâng lên một điểm ta từng quyển từng quyển phân một chút người tốt ta có thể chọc ai trần mộc trợn mắt trừng một cái giới giáp nhìn chằm chằm trần mộc mí mắt lần nữa nâng lên hai phần có thể trần mộc lập tức thở vào một hơi hai mươi lượng một ngày giới giáp duỗi ra hai ngón tay đạo ngươi làm sao không đi đoạt lão tiểu tử này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a đoạt nào có kiếm ngươi tiền nhanh giới giáp chậm rãi ngươi sẽ không sợ ta quay đầu bước đi trần mộc không phục lúc này ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một trận lộn xộn ngựa tê minh thanh tiếng hò hét mơ hồ có thể thấy được chủ quan giống như là đang tìm cái gì người trần mộc da mặt co lại giới giáp cười tủng tỉm, ha ha. Trần Mộc. Chương 128: Rút lui. Nam Dương phủ thành, nội thành Tri phủ nha môn. Lúc đêm khuya, vốn nên rơi vào trạng thái ngủ say Tri phủ nha môn lại đèn đuốc sáng trưng. Trên cột cờ mơ mơ màng màng đinh lão đầu mở mắt ra. Nhìn phía dưới ngày xưa đồng liêu từng cái thấp thỏm lo âu đi tới đi lui. Nơi xa còn có một đội đội sĩ tốt, tại thập trưởng đội trưởng dẫn dắt đi, giờ bó đuốc, cưỡi khoái mã chạy vội đi ra ngoài. Treo nhiều ngày như vậy, hắn còn chưa bao giờ thấy qua náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Tỉ mỉ lắng nghe, mơ hồ nghe tới, tự hồ là tại tìm người. Tông Thái Tên vương bác đảng kia mất tích. À Nội viện chính sảnh Triều Phương âm trầm ngồi ở vị trí đầu. Tụ hội bàn dài sớm bị triệt tiêu. Đại ca, ta dọc theo xe ngựa vết bánh xe, tại phụ cận đường phố tìm tới một gian không trạch viện. Bên trong có đánh nhau vết tích, còn có mấy cái côn bổng đập ra cái hố, có thể là định hồn cọc. Trên mặt đất có chút giọt huyết dịch, không biết là nhị ca vẫn là người khác. Triều Phương lông mày chăm chú nhăn lại, rốt cuộc là ai đang cùng chúng ta đối nghịch. Có phải hay không là thượng quan kỹ? giả giống như chần chờ, hắn cuối cùng làm 20 năm nam dương đệ nhất. Thành bên trong nếu là có hậu thủ gì? Không phải hắn. Triều Phương lắc đầu, được rồi, ngươi cũng đi bắt thị nhìn xem. Định hồn cọc cuối cùng liền xuất hiện ở kia. Hết tất cả khả năng tìm tới tông thái, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng. Giả giống như ông quyền hành lễ, quay người rời đi. Triều Phương nhìn xem giả giống như rời đi thân ảnh, Ống tay áo bên dưới nắm đấm nắm chặt. Thời khắc mấu chốt cho ta ra loại này sai lầm. Thành sự không có, bại sự có dư. Triều Phương sắc mặt âm lãnh. Phải nghĩ biện pháp lại luyện một cây định hồn cọc nha. Bắt thì bị Triều Thiên Vương đại quân phong bế. Từng nhà điều tra, suốt cả đêm đều rối bời. Trần Mộc lại một chút còn không sợ. Có ngũ quỷ túi tại, tùy tiện ngay tại dưới mặt đất 5 mét nơi đào cái không gian dưới đất bốn chén đèn dầu đem hầm ngầm chiếu tươi sáng trong suốt. Ngũ quỷ túi vận chuyển ngoại giới không khí mới mẻ nhanh chóng thay thế. Điểm lên huân hương, hương che đậy thổ tanh. Dùng hai ba thùng khối băng hạ nhiệt độ. Âm u oi bức trong hầm ngầm, nháy mắt liền bị cải tạo thành sáng tỏ thoải mái dễ chịu lớn phòng ngủ. Lại đem đào ra bùn đất lặng lẽ chia đều ở chung quanh bùn đất trong hẻm nhỏ. Hoàn thành. Hòa thịnh đường mấy lần bị gọi mở cửa điều tra cũng không có người phát giác trần mộc hắn lập tức an tâm mặc kệ bên ngoài ào ào hỗn loạn ngủ một giấc đến lớn hừng đông ngày thứ hai giới giáp trước kia liền cho học đồ hỏa kế nghỉ chờ bọn hắn rời đi trần mộc nhảy ra hầm ngầm tiến vào phòng bếp nấu cơm trên bàn cơm trần mộc ăn ráng sủi cảo hỏi tối hôm qua đám người kia đang tìm cái gì giới giáp liếc liếc mắt trần mộc tìm cái gì ngươi không rõ ràng tông thái triều phương 12 ngày đêm một giới giáp thản nhiên nói tại nam dương phủ thành như thế đại địa phương tìm một người mò kim đáy biển khó tìm a à. trần mộc giả mù sa mưa lắc đầu thở dài người tại bắc thị giới giáp đạo trần mộc trong lòng lại một nhảy không có khả năng người rõ ràng là tại lâm hoành phường không có giới giáp ý vị thâm trường nhìn xem trần mộc a à. Trần Mộc ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nữa hỏi. Điều tra liền tập trung ở Bắc Thị. Giới giáp thu tầm mắt lại đạo. Trần Mộc hiếp mắt lại. Là cây kia màu đen cây gậy. Hắn tối hôm qua giết chết Tông Thái, dẫn theo cây gậy liền chạy. Đi đến nửa đường mới nhớ tới, cây gậy khả năng cùng âm hồn vây thành có quan hệ. Hắn sợ cái này đông gọi đến âm hồn. Hơi kém cho ném đi. Ngẫm lại không có bỏ được liền lại cho thu vào ngũ quỷ túi. Muốn cầm đến để giới giáp cho giám định một chút. Cái này còn mang định vị. Cố nén lập tức lấy ra vứt bỏ xúc động. Đem nhỏ người giấy đều vung ra ngoài. Thời khắc giám sát hòa thịnh đường xung quanh tình hình, một khi phát hiện có bị vây chặt dấu hiệu, lập tức liền chạy. Ba ngày sau, tri phủ nha môn nội viện. Khi nào thì đi. Đồ sơn cắn một cái đoạn một đầu nướng than chân heo, miệng lớn nhắm nuốt đúng nha nên đi triều phương nghiêng dựa vào trên ghế tay phải thưởng thức chén rượu ít đi định hồn cọc ảnh hưởng tìm thiên cơ lệnh đồ sơn quay đầu nhìn triều phương lại luyện một cây là tốt rồi triều phương lắc đầu chính là người thích hợp cọc khó tìm ngươi xem ta thế nào đồ sơn kích động triều phương cười khẽ ta cũng không muốn bị người cọc phản phệ yên tâm, ngày mai sẽ đi, trước cho ngươi tìm thiên cơ lệnh. Đồ Sơn hài lòng gật đầu. Hòa thịnh đường, bên cạnh bàn ăn. Trần Mộc kẹp lên một khối bí chế thịt nướng, để vào trong miệng. Răng khẽ cắn, mặn ngọt vừa phải khẩu vị, mềm nhu cảm giác, đồng thời ở trong miệng bộc phát. Trần Mộc lập tức không nhìn được hài lòng gật đầu. Thế nào? Trần Mộc đối với giáp nhíu mày. Xác thực càng ăn ngon hơn một chút giới giáp hít mắt. Trần Mộc vui tươi hớn hở, trước mắt tường xám hiển hiện. Trù nghệ, năm mươi sáu mươi nghìn tam giai, tam giai trùng nghệ đâu, đương nhiên càng ăn ngon hơn. Hắn chưa hề cố ý soát trù nghệ kinh nghiệm, cái này hoàn toàn là tích lũy tháng ngày chi công. Trần Mộc vừa ăn cơm, một bên trải nghiệm trùng nghệ biến hóa. Tam giai trù nghệ, để hắn đúng vị đạo càng mẫn cảm, hỏa hầu khống chế chính xác hơn, còn để hắn kỹ càng hiểu rõ đến nguyên liệu nấu ăn thành phần dinh dưỡng. Ta lại không làm dinh dưỡng sư. Biết rõ điều này cũng không có gì dùng a. À. Bất quá, tự hồ có thể tăng lên tăng lên tích cốc. Từ cơm nắm. Hắn hiện tại lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, nhu cầu cấp bách cao dinh dưỡng nhỏ thể tích đồ ăn. Trần Mộc hai mắt tỏa sáng. Tự hồ vậy rất hữu dụng ha. Triều Thiên Vương rút quân, Chúng ta khi nào thì đi?" Trần Mộc hỏi. Ngay tại sáng nay, Triều Thiên Vương người bắt đầu từng bước rời thành. Trần Mộc còn đi xem vị kia Triều Thiên Vương xuất hành đội ngũ. Từ dùng nhỏ người giấy xa xa nhìn. Hạch tâm Triều Thiên Vương cùng 12 11 ngày tướng sớm rời thành. Chậm nhất đêm mai, đến tiếp sau đồ quân nhu đội dân phu ngủ cũng sẽ rời đi. Mà lại có người phát hiện ba ngày trước ngoài thành sẽ không có tà ma bóng dáng. Đã có không ít người vùng trộm chạy ra Nam Dương. Không vội. Giới giáp bình chân như vậy. Tà ma là không còn, nhưng không bảo đảm sẽ không lại đến, tổ minh phù chính bán lửa nóng. Trần Mộc gật đầu, không còn tà ma, Triều Thiên Vương lại lưu, hắn còn sợ cái chù y. Nếu không phải cảm thấy Nam Dương không an ổn, hắn không đi đều được. Xem ra cây gậy kia định vị cũng không quá chuẩn trần một lúc này cũng lấy lại tinh thần có lẽ là ngủ quỷ túi ngăn cách dò xét trần một có chút minh ngộ vậy trước tiên tại trong túi nằm đi về sau mấy ngày trần một liền đợi tại hòa thịnh đường bên trong mỗi ngày bảo trì thiên xà hô hấp phát đẩy tới độ thuần thục chậm rãi đọc qua từ tri phủ nha môn bên trong lừa gạt ra tới mấy chục bản thư tịch đặc biệt là kia bản biết xương tra tướng càng xem hắn lại càng thấy được lúc trước cái kia đen gầy lão đầu hình lão lục, khẳng định nhìn thấu chút gì. Trách không được trượt được nhanh như vậy. Người thông minh a à. Lúc trước kiến an ngoài cửa điều tra, có phải là vậy nhìn ra là lạ rồi. Trần Mộc cười khẽ lắc đầu. Cũng là lão hoạt đầu. Theo Triều Thiên Vương rời đi, lại không tà ma vệ thành, Nam Dương Phủ rất nhiều người bắt đầu hướng ngoài thành chạy. Không ít người vậy thừa dịp cái này khoảng không kỳ làm săn làm bậy có thế vẹn vẹn sau 5 ngày, trên thị trường lại lần nữa khôi phục trật tự. Bởi vì thượng quan kỹ trở lại rồi. Cùng hắn đồng thời trở về, còn có thang sơn doanh 8.000 mặt giáp tinh nhuệ. Như lan như hổ quân đội cấp tốc tiếp quản Nam Dương. Đâu vào đấy đã kích hỗn loạn khôi phục trật tự. Mở kho phát thốc, tuyên bố bố cáo trấn an bình dân. Giảm miễn các ngành nghề một năm thuế má. Lại giá cao thuê dân phu tu tập nội thành nam dương phủ thành lại khôi phục nhanh chóng sinh cơ bắc thì phiền lâu tứ hải lâu lầu ba nhã giang bên trong đồ sơn miệng lớn nhai ăn đùi cừu nướng đầy tay mặt mũi tràn đầy đều là dầu triều phương vuốt vuốt chén rượu nhìn xem trước người vàng sáng vải vóc bên trên điểm đỏ không khỏi thở dài xem ra là thật không có rồi đi nhanh lên đi đồ sơn chẳng hề để ý có công phu này ngươi đều có thể lại tế luyện một cây rồi được thôi Triều Phương bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ có thể dọc theo đường nhìn xem có hay không thích hợp thành trấn. Người cọc đâu? Đồ Sơn hỏi. Tìm tới cái khoảng 40 tuổi đạo sĩ, du phách cảnh giới, vừa vặn phù hợp. Thật đáng tiếc, ta còn muốn đương đương người cọc, nghịch tập thượng vị, thành công phản sát ngươi đây. Đồ Sơn tiếc hận nói, kịch bản bên trong đều nói như vậy. Đặc thù ý tứ. À. Triều Phương khóe miệng nhếch lên, chẳng hề để ý cười khẽ. Chương 129, Vận khí Lúc chạng vạn tối, hoa thịnh đường hậu viện lần nữa bay ra mê người mùi thơm. Trần một giới giáp giữ im lặng nhanh chóng ăn cơm. Hai người đều là bụng lớn háng, một bàn đồ ăn cấp tốc bị tiêu diệt sạch sẽ. Chợt khói đen lăn lộn, bác đũa toàn bộ trở nên sạch sẽ ngăn nắp. Bên trong gốc làm bằng gỗ thùng rác phía trên khói đen tràn ngập. Một đống xương đầu, đồ ăn nước rơi vào trong đó. Giới giáp phức tạp nhìn xem Trần Mộc. Làm sao rồi? Trần Mộc trừng mắt giới giáp buông tay, cái này chẳng lẽ không phải rất có được hay không? Giới giáp không thể không được gật đầu. Nhưng là, như thế dùng pháp khí, cảm giác kia thật là khó mà hình dung. Trần Mộc trận mắt. Ngoài thành âm hồn quái cũng bị mất A. À. Tản đi. Giới giáp tiếp nhận Trần Mộc đưa tới chén trà gật đầu nói. Từ nơi này đến ly giang vệ thành đường thủy, vậy an toàn A. À. Trần Mộc nhãn tình sáng lên. Trước đó âm hồn cũng chỉ tại Nam Dương Phủ thành phụ cận, ly giang bên trên ngược lại không có. Giới giáp nói, bưng trà ngọn tay đột nhiên dừng lại. Gia hỏa này sẽ không hiện tại đã muốn chạy A. À vậy ta ngày mai sẽ đi trần mộc hưng phấn nói mặc dù nam dương phủ tạm thời an toàn nhưng đi rồi triệu thiên vương vàng nhất lại đến cái lý thiên vương đâu có thể không lưu thêm vẫn là không ở thêm tốt giới giáp buông xuống chén trà mí mắt tiêu nghĩu xuống không còn tà ma kẻ trước mắt này hay dùng không được hắn tự mình hộ tống một bút mua bán không còn a à. đúng cái này đồ vật ngươi biết sao? Trần Mộc nghĩ đến cái gì đó đột nhiên nói. Một cây màu đen trường côn nương theo khói đen hiển hiện. Giới giáp liếc liếc mắt trên bàn màu đen trường côn, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đây là... Vừa nói hai chữ, giới giáp đột nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn nheo lại, phủi hướng Trần Mộc cánh tay trái. Cho cho cho. Trần Mộc trận mắt trừng một cái, móc ra mười lượng bạc đưa cho giới giáp giới giáp chậm rãi cúi đầu, nhìn bạc, chậm rãi đưa tay phải ra, mở ra năm ngón tay. Năm. Năm mươi lượng. Hắc. Ngươi bây giờ là càng ngày càng đen a. Trước kia hai lượng bạc liền mở miệng, hiện tại làm sao còn lên giá. Trần Mộc trừng mắt giới giáp. Giới giáp bình tĩnh nhìn xem Trần Mộc không nói lời nào. Mau nói. Trần Mộc cắn răng lại móc ra 40 lượng bạc. Hắn cổng kết xù nợ nần, hận không thể một lượng bạc làm hai lượng dùng, một lần liền bị giới giáp hố đi 50 lượng, khuôn mặt không bỏ. Giới giáp chậm ung dung xoa ngân hạt châu. Hộ tống lộ phí không còn, nhưng tin tức này tư vấn phí, nó không liền đến sao. Định hồn cọc. Lấy trăm năm trở lên gỗ hòe thụ tâm, lấy bí pháp tế luyện bào chế. Căn này. Giới giáp hai ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua màu đen trường côn, ít nhất 300 năm. Cái này đồ vật là gỗ hòe. Ngươi không có đùa ta. Trần Mộc sợ lấy càng giống ngọc thạch lưu ly đen nhánh trường côn, không thể tin. Gỗ hòe tâm năng là màu đen. Còn cứng như vậy. Đêm đó hắn trốn ở trên xà nhà đột nhiên xuất thủ. Kết quả có thể đâm xuyên giáp phách tụ lý kiếm, lại không thể gây tổn thương cho định hồn cọc mảy mây. Thiên Sơn Kinh là bạn môn bí pháp, am hiểu nhất luyện chế quỷ dị pháp khí cải biến hắn tính chất, chẳng có gì lạ. Người kia âm hồn người giấy nhìn như yếu ớt, không phải cũng không thể phá vỡ. Trần Mộc lại giật mình trong lòng. Thiên Sơn Kinh Giới giáp liếc liếc mắt Trần Mộc, ngạc nhiên. Thiên Sơn từ từ, ép ngang bát phương. Lời nói này chính là Thiên Sơn Kinh bí pháp phong phú, truyền bá rộng khắp, về sau ngươi sẽ biết. Trần Mộc gật đầu, hắn đi tới nơi này cái thế giới ba năm, nghe qua thấy qua pháp khí, tổng cộng cũng không siêu số lượng một bàn tay. Kết quả trong đó hai đến từ Thiên Sơn Kinh. Truyền bá xác thực đủ rộng khắp. Định hồn cọc thuộc nuôi âm sách phụ bộ. Giới giáp tiếp tục nói, dùng để giam cầm, nuôi dưỡng âm hồn. Nuôi âm sách. Nuôi dưỡng âm hồn. Trần một lông mày nhướng lên. Thiên sơn kinh quả thật không phải là cái gì đứng đắn đồ vật. Ngũ quỷ túi, nuôi âm sách, định hồn cọc, nghe danh tự liền tà môn đơn độc một cây định hồn cọc không có gì lớn dùng tối đa cũng liền xua tan âm hồn giới giáp đem cây gậy đưa cho trần mộc lấy ra làm vũ khí cũng được khói đen tràn ngập trần mộc cấp tốc đem cây gậy thu hồi hắn cũng không muốn bị tìm tới cái này đồ vật là nuôi âm sách phụ bộ nhất định có thể bị nuôi âm sách cảm giác triều thiên vương tất nhiên nắm giữ nuôi âm sách không phải sẽ không để cho người tại Bắc Thị điều tra. May mắn ta đem cái này cây gậy giấu vào ngũ quỷ túi. Trần Mộc Lòng còn sợ hãi. Không cần lo lắng, giới giáp nâng chén trà lên uống một ngụm nước trà thản nhiên nói. Hắn rất nhanh biết luyện chế mới định hồn cọc. Vì cam đoan nuôi âm sách công hiệu. Ừm. Trần Mộc nhúng nhúng vai, hay là trước để nó lại giấu một đoạn thời gian đi. Hắn không thiếu vũ khí, cũng sẽ không công thuật mà lại hắn còn có bốn mươi trương tổ minh phù. Không cần đến định hồn cộc đến xua tan âm. Vân vân. Định hồn cộc có thế xua tan âm hồn. Trần Mộc bất động thanh sắc hỏi. Có thế. Giới giáp thổi thổi chén trà bên trong lá trà, chăn heo không được có chuồng heo. Cái này đồ vật chính là chuồng heo, rào trắng. Hưng, nó còn có gai. Trần Mộc trong lòng đột nhiên một nhảy, trên mặt lại không có chút trung động nào làm bộ cúi đầu uống trà. Gần nhất tổ minh phù kinh doanh thuận lợi a. À. Ta ngày mai sẽ đi. Xem ra ngươi là không có công phu đưa ta rồi. Dù sao, không thể chậm trễ ngươi kiếm tiền không phải. Ha ha. Trần Mộc ra vẻ trêu chọc. Tiền cho đủ, có thể đưa. Giới giáp một mặt bình tĩnh. Trần Mộc lặng lẽ cười lắc đầu. Ta có thế không thường nổi tổn thất của ngươi. Một tấm tổ minh phù hiện tại cũng xào đến bao nhiêu giới giáp mí mắt không khỏi nâng lên hai phần ánh mắt lộ ra mỉm cười ba ngàn năm trần mộc lông mày lập tức hất lên khụ khụ hắn từ trong ngực lấy ra ba mươi trương tổ minh phù im ắng đẩy lên giới giáp trước mặt giúp ta bán đi không nhường ngươi ăn thiệt thòi mỗi tấm cho ngươi một trăm lượng trích phần trăm giới giáp hai ta ngàn năm bán cho ngươi ngươi lại ba ngàn năm để cho ta giúp ngươi bán. Ta thiếu ngươi kia một trăm lượng sao? Ta thiếu chính là một ngàn lượng. Giới giáp mí mắt bỗng nhiên nâng lên ba điểm. Trong tay xoa xoa ngân hạt châu đều hơi kém để hắn cho bóp nghiến đi. Ngày thứ hai, Trần Mộc ăn xong điểm tâm liền mừng khắp khởi điểm ngân phiếu. 31 trương tổ minh phù bán đi, bỏ đi giới giáp trích phần trăm, thuần kiếm 27.900 lượng lại trừ đi còn thừa 10 cái tiền nợ, còn lại hai. Tháng này hắn còn bán không ít lam dược hoàng. Tổng cộng tính toán, trần Mộc giá trị bản thân một lần tăng vọt đến 13.000 hơn 200 lượng. Cá nhân tài phú bạo tăng A. Có số tiền này, ta có thể ở ly gian vệ thành trạch đến thiên hoang địa lão. Trần Mộc vui vẻ nghĩ đến. Hòa thịnh đường tiền viện trong chính sảnh trần mộc tượng trưng tính cổng cái bao bố nhỏ đi tới giới giáp ngồi ở không nhiễm trần thế sau quầy giống như thường ngày xoa ngân châu ta đi đừng quên nhường cho người tới lấy thuốc ly giang vệ thành cách không xa trần mộc sơn trại dược hoàng sinh ý như cũ có thể làm giới giáp ngẩng đầu vàng sáng con mắt bình tĩnh nhìn trần mộc khẽ gật đầu trần mộc cười khẽ chợt quay người nhanh chân rời đi thành đông kiến an môn Trải qua hỗn loạn một tháng, Kiến An môn phụ cận lần nữa khôi phục thường ngày náo nhiệt. Trần Mộc thay đổi khuôn mặt, mặc một thân màu xám trang phục, đỉnh đầu miếng vải đen buộc tóc. Cổng cái bọc nhỏ sải bước đi tới. Đi theo đội ngũ, nhanh chóng trải qua bình thường kiểm tra, Trần Mộc lại một lần nữa rời đi Nam Dương phủ thành. Quay đầu nhìn lại, Trần Mộc nhún vai. Lần sau lại đến cũng không biết là lúc nào. Đang muốn rời đi, một đội trưởng dài đội xe gây nên Trần Mộc chú ý, đội xe dài dòng, xe ngựa hoa lệ, hộ vệ vậy từng cái một khổng vũ hữu lực. Là đại gia tộc nào đội xe? Trần Mộc đi theo ra khỏi thành dân chúng trốn đến bên đường. Đây không phải nội thành người của Chu gia sao? Lại tránh thoát trận kia kiếp nạn. Bạch gia cũng không còn sự. Nghe nói là toàn gia tiến về Ly Giang vệ thành tế tổ, cho nên mới may mắn tránh thoát. Vận khí thật tốt. Trần Mộc hờ hững nhìn xem thật dài đội xe. Trong lòng lại không lý do phát lạnh. Bạch gia, Chu gia, Thượng quan gia. Vận khí. Vận khí tốt đến toàn tộc may mắn thoát khỏi. A. À. Chương 130: An ổn. Ly Giang Thành, thành đông vĩnh thông phường, một nơi tiếng tiểu viện ngoài cửa trần mộc mở ra đồng thau khóa đẩy cửa vào lều tranh luyện công giá đỡ lặng lặng đứng ở trong viện gọi không ra tên các loại cỏ dại bừa bộn bao trùm mặt đất chậm rãi thu thập đi trần mộc nhún nhún vai tư thái nhẹ nhõm nam dương phủ thành khổng lồ phồn hoa trần mộc nhìn vẫn cảm giác kiềm chế sự tin các loại ùn ùn kéo đến để hắn thở không nổi vẫn là trong thành nhỏ thoải mái dễ chịu khói đen cấp tốc ở trong viện tràn ngập, những nơi đi qua, cỏ dại thành phiến biến mất. Diệt trừ cỏ dại, cho phá để lọt lều tranh thay đổi mới cỏ tranh đỉnh. Dỡ bỏ phơi gió phơi nắng, che kín điểm điểm xám đen nắm mốc ban luyện công giá đỡ. Quét dọn treo mạng nhận gian phòng. Thanh lý rơi đầy cho bụi nồi chén bầu bồn. Cả buổi trưa, Trần Mộc đều ở đây thu thập tiểu viện. Giữa trưa, một đống mốc meo đệm chăn chiếu bị hắn ném ở trong viện phải đi mua mới ly giang tại đại lương nam lâu dài oi bức ẩm ướt mặc dù hắn lần trước lúc trời đi đã làm phòng ẩm biện pháp vẫn như cũ không thể ngăn cản đệm chăn móc meo giữa trưa ly giang vệ thành thành đông ly giang lâu trần một ngồi ở lầu một đại đường bên trong góc khoan thai ăn uống vẫn là trong thành nhỏ tiêu phí thấp hắn vừa rồi đi ly giang thành đông thành phố mua đệm chăn chiếu chờ sinh hoạt thường ngày vật dụng nguyên bộ xuống tới cũng bất quá một lượng bạc, còn đưa hắn một cái rửa chân chậu gỗ. Trần Mộc cho thêm 300 cái tiền đồng, thì phải một cái cực đại thùng tắm. Cái này muốn tại Nam Dương Phủ Thành, không có ba lượng bạc có thể mua không xuống. Nghĩ đến trên thân 13.000 nhiều lượng bạch ngân, Trần Mộc lập tức hào khí ngất trời. Đêm nay nói cái gì cũng được đi như ý phường ngó ngó. Không vì cái gì khác, đã muốn nhìn xem nó đến cùng cùng Xuân Phong lâu lớn bao nhiêu chênh lệch. Đại Lương năm 641, mùng 6 tháng 7. Ly Giang Thành, Thông Vận Phường. Trần Trạch có tranh lều bên dưới. Trần Mộc nằm ở chạm rỗng trúc chế lung lay trong ghế, hiếp mắt thưởng thức chân trời ráng chiều. Cái này đã là đến Ly Giang Thành ngày thứ ba, thu thập hầm ngầm, tích trữ lương, xung quanh hoàn cảnh dò xét chờ sự đồng đều đã thỏa đáng. Giờ phút này rảnh rỗi, đang chuẩn bị suy nghĩ ngày sau quy hoạch. Hắn bên tay trái bàn con bên trên, đặt vào cái nắm đấm lớn đồng lư hương, từng sợi mang theo mùi thuốc khu trùng huân hương từ trong lò bay ra. Phía bên phải đứng thẳng một cây cao cỡ nửa người đen nhánh trường côn, chính là từ Nam Dương Phủ Thành lấy được định hồn cọc. Triều Thiên Vương Bắc Thượng, hắn xuôi Nam, hai người khoảng cách sớm đã không biết bao xa. Mặc dù có nuôi âm sách, Triều Thiên Vương vậy không cảm ứng được rồi. Trần Mộc liền đem định hồn cọc lấy ra. Buông tay lau một cái định hồn cọc, cảm thụ được trên đó lạnh buốt xúc cảm, Trần Mộc hài lòng gật đầu, thật mát mẻ a. À. Cũng không biết nguyên lý gì. Căn này cây gậy tự như có thể hấp thu chung quanh nhiệt độ bình thường. Chỉ cần có nó tại, phạm vi 3 mét bên trong nhiệt độ chẳng mấy chốc sẽ mát mẻ vô cùng. Ngũ quỷ túi bên trong không gian, đều đã có thể gọi ướp lạnh phòng rồi. Bưng lên bàn con bên trên ấm áp sữa bò uống một hớp trơi. Cầm qua trà lạnh súc miệng trần một tâm niệm vừa động, trước mắt hiện hiện tường xám. Viết, 2.660.000 nhị dai, tranh vẽ, 3.970.000 nhị dai, ném, 6.073.000 tứ dai, trù nghệ, 56.000 tam dai, chế dược thuật, 3.765.000 tứ dai, tụ lý kiếm, 1 102 000 tứ dai, ngũ quỷ dời núi chú, 8.893.000 lục dai, dịch hình thuật. 690 mươi 000 tam giai, hồng chuẩn luyện hình thuật, cực hạn, bích nhãn kim viên luyện hình thuật, cực hạn. Vườn trắng luyện hình thuật, cực hạn, hắc hổ luyện hình thuật, cực hạn, bạch ngọc thiềm thư luyện hình thuật, cực hạn thiên xà luyện hình thuật, 3 329 mươi 000 tứ giai, bất tri bất giác, ngũ quỷ dời núi chú lại cũng sắp tiến giai. Niềm vui ngoài ý muốn Sở dĩ, ngũ quỷ túi bài nhiều chức năng sinh hoạt điện gia dụng còn phải tiếp lấy dùng. Trần Mộc vui vẻ nghĩ đến. Chính là bởi vì đối ngũ quỷ túi các loại sử dụng. Mới tại trong lúc vô tình soát cao độ thuần thục, Loại này vô thanh vô tức, đột nhiên liền mang đến cho hắn cảm giác vui mừng, để Trần Mộc phá lệ thỏa mãn. Hay là trước soát thiên xà luyện hình thuật. Ngũ quỷ dời núi chú đủ, hắn đối tiếp tục thăng cấp không có bức thiết nhu cầu. Luyện được du phách, ước chừng cũng liền 20 ngày công phu. Trần Mộc âm thầm tính toán, Luyện hình thuật trước ba giai phân biệt đối ứng dịch cân, dịch cốt, dịch tủy, chủ tại cải tạo cường hóa thân thể Để tứ giai đối ứng thần ý đồ Trận một suy đoán luyện hẳn là tinh khí thần tam bảo bên trong thần Theo luyện hình thuật trọng chất, thân thể nhiều phiên cải tạo cường hóa, đã nhanh đến một loại nào đó cực hạn Cái này khiến cái khác luyện hình thuật cải tạo tác dụng giảm xuống, đồng thời vậy rút ngắn điệp gia luyện hình thời gian nhưng thần ý đồ thời gian tu luyện một mực không thay đổi, làm sao đều phải một tháng thời gian. Giáp phách khó luyện A. À? Trần Mộc bất đắc dĩ. Nhưng ngẫm lại những cái kia trăm năm nuôi phách, Trần Mộc liền thoải mái. Tối thiểu còn có thể thấy được đâu. Chỉ cần không ngừng chồng chất luyện hình thuật, luôn có thể liều ra một thân giáp phách. Chính là cực hạn về sau tu luyện không quá hữu hảo. Trần Mộc nhíu mày lần trước hồng chuẩn luyện hình thuật đột phá cực kỳ đột ngột tại đột phá trước hắn có thể cảm giác được tiến bộ nhưng không có độ thuần thục nhắc nhở loại này không nhìn thấy độ thuần thục luyện tập để hắn có loại mất đi chưởng khống cảm giác cực hạn trần mộc như có điều suy nghĩ kia có lẽ là hồng chuẩn luyện hình thuật người tu luyện đã từng đạt tới cực hạn bởi vì đến đỉnh không có tham chiếu sở dĩ vô pháp tiếp tục phân chia độ thuần thục Trần Mộc trong lòng chấn động, có thể đem kỹ năng dùng độ thuần thục cân nhắc, cần phải có hạng mức cao nhất cùng hạng chót, như thế tài năng chia đều định lượng. Độ thuần thục nguyên lai là như thế tới. Trần Mộc có loại thấy rõ mê vụ kinh hỉ, lợi hại a? Trần Mộc cảm thán, Chợt hắn trở về qua thần, sở dĩ những này luyện hình thuật đã từng cực hạn, cũng chỉ là du phách, cũng liền mang ý nghĩa trong lịch sử tu luyện những này luyện hình thuật người không có một cái luyện thành giáp phách hắn luyện năm loại luyện hình thuật kết quả năm loại nhiều nhất đều chỉ đến du phách những cái kia có thể luyện thành giáp phách luyện hình thuật đi đâu rồi thế gia a trần một nhìn xuống mắng chửi người xúc động nhất định là bị bọn này khốn nạn cho thu nạp bắt đầu phong tỏa rồi chậm rãi tích lũy đi trần Mộc lắc đầu may mắn hắn có độ thuần thuộc phần mềm hắt không phải liền là sờ soạn hướng phía trước luyện sao? Lại không phải không có tiến bộ. Mặc dù không cách nào dùng độ thuần thục thể hiện, nhưng mỗi lần tu luyện, vẫn như cũ có thể có lĩnh ngộ, có thể rõ ràng cảm giác tiến bộ. Tối thiểu ta không dùng trăm năm nuôi phách. Trần Mộc đột nhiên nở nụ cười, nói không chừng năm mươi là đủ rồi. Năm mươi vậy còn năm. Ừ, không tính là già. Đến lúc đó nói cái gì cũng được tìm giới giáp hỏi một chút mở thiên môn sự tình. Cũng không biết giới lão đầu còn có thể hay không còn sống. Hai mươi ba mươi năm đâu. Nghĩ đến lão đầu kia đức hạnh, trần một lại vui vẻ. Lớn như vậy niên kỷ, sát thủ nghiệp vụ làm bay lên, làm dược hoàng bán lửa nóng. Đừng nói hai mươi ba mươi năm, lại sống cái năm sáu mươi năm đoán chừng đều không khó. Giáp phách thế nhưng là có thế duyên thọ. Về sau thời gian, Trần một mỗi ngày bảo trì thiên xà luyện hình thuật hô hấp. Thời gian ở không liền lật xem từ triều thiên vương kia mượn tới thư tịch. Thường ngày soát một lần chế dược thuật tiến độ. Còn tại viện tử một sừng lập căng cao 2 mét to bằng bắp đùi cọc gỗ, thỉnh thoảng cầm hạt sen sắt ném hai lần. Mỗi lần đều tin chuẩn xác đỉnh tim bay qua. Quét đi điểm điểm mảnh gỗ vụn. Bây giờ đã bị hắn mài rơi mất một cái tác cao, dưới mặt đất hiện lên một tầng mảnh gỗ vụn đỉnh tim nhưng như cũ giống như là vừa bị cưa đứt bình thường vuông vức ném kỹ năng độ thuần thục vậy chậm rãi đẩy tới Có tranh lều bên dưới trần Mộc khoan thai ngồi ở lung lay trong ghế vẫn là thành nhỏ an ổn a à.